càng mặt hở hang càng gần với địa ngục. Bây giờ là mặc đồ hở hang lắm. Chắc mình cũng không trách, tại vì sao? Vì thời cuộc nó nóng nảy quá mà. Thời tiết nóng nực, đúng không? Cơ hội với thêm nữa, bây giờ cái thời cuộc làm ăn khó khăn. Mua giải nhiều quá nó cũng tốn kém. Nên chỉ có người tu sang quá vận đồ kín mít. Thấy chưa? Từ cần cổ tới chân không còn cái miếng nào mà không che lại chứ, đúng không? Che hết trơn, che sạch nhất trơn, nên người tu nó đúng là chịu chơ. Chứ người ngoài đời không chịu, không tu rồi nó không chịu chơ, keo kiệt vô cùng. Nó bận đồ mà có khi có người tắm hay tắm che phủ có một hai chỗ lại à, còn nhiêu để tùm lum tùm la, không? Nên đây gọi là keo kiệt, có hiểu không? Keo kiệt quá. Nó bận đồ mà có một dây hai dây, có khi không dây nghe. Có khi nó thiết kế những cái áo không có dây nào chăng á. Nó cứ là gì ở dưới nó kéo lên, nó tấp ngay cái ngực cái rồi xong. Hồi giờ nó còn thiết kế nó chùm nhẹ lại à, có một hai điểm nhỏ xíu lại còn nhiêu đưa ra hết trơn luôn vậy đó. Thì coi công nhận cái thời cũ nó keo kiệt, công nhận. Phải chi keo kiệt mà đi bố thí cúng dường thì cũng nên. Con này keo kiệt mà lo ăn xài con không chịu bố thí cúng dường vậy chứ, keo kiệt thấy ghê, đúng không? Nên quý vị coi Hòa Thượng Không này nói nghe, càng mặt hở hang càng gần với địa ngục. Ok, đây là một sự nhắc nhở phái nữ rất là hay. Trang phục ngày nay thật đáng sợ. Có người nói với tôi phải khuyên các thiếu nữ ăn mặc đừng quá lộ liễu. Tại sao? Tạo nghiệp địa ngục, ăn mặc quá lộ liễu khiến người khác nghĩ chuyện bậy bạ thì là đã tạo nghiệp, bản thân lại không biết. Tương lai đọa địa ngục thì quá muộn rồi. Chúng ta hãy xem địa ngục biến tướng đồ. Đường ngạ quỷ còn mặc đồ, đường địa ngục thì không mặc đồ. Trong đường địa ngục ai nấy khỏa thân. Hãy xem địa ngục biến tướng đồ. Mặc càng hở hang thì càng gần với địa ngục. Đối với sức khỏe cũng chẳng có một chút lợi ích gì. Khi còn trẻ không biết, nói là thích đẹp, thế thì khổ rồi. Đợi sau 40 tuổi thì bệnh ập đến đầy cả thân. Những ngày tháng cuối đời sẽ rất khổ. Bệnh khổ cuối đời là hoa báo. Đời sau đến quả báo tam đồ, địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Điều này điều bày ra trước mắt phải nhìn thấy. Hòa Thượng Tịnh Không khai thị. Hay vô cùng, thấy không? Quý vị nhớ nha, những đức gặp một vị ca sĩ này mà năm thập niên tám mấy, nổi tiếng vô cùng mà đẹp không tưởng tượng được. Như vậy mà cô nổi tiếng được đúng 10 năm, khi lúc đó cô vẫn còn trẻ mà bị khoác lên tự nhiên điên luôn. Mà cái thời thập niên 80 mấy đó nghe, mà cô hát rất hay, mà cô rất nổi tiếng luôn, mà do cô bận đồ quá hở hang. Cô bận đồ những bộ đồ mà khi mà những bộ trang phục mà khi cô hát mà cô minh họa thêm mấy vị, trời ơi, tướng tá đẹp bận đồ hở hang rồi minh họa thêm hình ảnh á, bận những bộ đồ mà kinh khủng lắm kìa. Mà khi sau này á, là 10 năm sau cô tự nhiên phát lên điên. Quý vị biết sao? Vì cái quả báo của nhiều người gặp mình quá muốn, làm cho nhiều con người nó gặp một cái là khởi tâm muốn quá. Mà khi cái tâm mà muốn như vậy là cái tâm nó trông vào cái nhân địa ngục liền. Mà quá nhiều người nó đặt cái tâm vào cái địa ngục nó mạnh quá, cuối cùng cái quả báo đến với mình là cô này điên luôn. Còn nếu như cái phước nó quá dày, nhất là người mẫu nghe, phước nó dày. Phước nó dày đời trước là cúng hoa cho Phật, rồi duyên dáng, rồi gặp người biết chào hỏi, rồi cung kính, nên nó cao ráo. Thí dụ như mình sanh cái đời này mình lùng ảnh đi, là do gì mình không biết cung kính mà nó lùng. Quý vị nhớ nè, thí dụ như mình người ta đang ngồi, người ta nghe pháp gì đi, mình đi ngang người ta là mình phải cúi xuống mình đi. Lỡ mắt tiểu quá mình đi tiểu là mình cúi xuống mình đi, chứ mình đừng có thẳng lưng. Mình thẳng lưng mình đi là đời sau của mình là nó sẽ lùng xỉn à. Tại vì mình, quý vị phải nhớ nghe, nó cúi thì nó đứng lên, còn cái người mình đứng lên gì thì nó hạ xuống à. Cái nguyên lý của nó là như vậy đó. Nên nó không có cung kính nên đời này lùng, nên những đức lùng là chắc chắn luôn rồi đó. Những đức lùng là chắc chắn rồi đó. Nên tất cả những đứa nhỏ bây giờ nó cao cao toàn là tu cái nhân cung kính mà ra.
rồi mặt sáng đẹp như người mẫu hoa hậu nghe không? Toàn là do tu nhân phước lớn mà có được cái dốc dáng đẹp. Nhưng mà lạ thay đời này, vì cái dốc dáng đẹp nhiều người ngưỡng mộ, không tu, không tu nữa. Không tu mà dùng cái thân nghe, dùng cái thân nghe, bận đồ cho thiệt là khiêu gỡ nghe, rồi quảng cáo đồ nghe, những bộ đồ mà thời trang vừa mới ra mắt nghe, là người mẫu bận vô đi vài bước liền, trời ơi, làm cho người ta mê mẩn hết trơn. Mà cái tâm đó nghe, sau này chưa già mà khi nó tàn đó, không tưởng tượng được nó tàn luôn. Giống như nó rớt từ trên cao, nó rớt xuống một phát như cái cô mà ca sĩ này, mà mình có không tiện nói tên làm cái gì, mà trời ơi cổ xấu, mà cổ già mà không tưởng tượng được, mà so sánh nghe, so sánh lúc cô còn trẻ mà bây giờ đó, ôi mình thấy kinh quá, quá kinh luôn quý vị ơi. Bởi vì thôi, bây giờ chúng ta học Phật rồi, cái đẹp á là nhìn biết liền à, nhìn là biết đẹp à, nó thiệt á. Chứ không phải như là mình đem ra hết nó mới đẹp đâu. Mình đem ra hết là để mình làm cho con người ta động tâm, để mà giống như người ta trở thành mãnh thú, một có một cái sự mà săn mồi, hiểu không? Bây giờ quý vị đem ra hết người ta là lao theo, gọi là muốn ăn thịt mình á, thì cái thứ đó mình khổ quá. Tự nhiên bây giờ người ta quý thương mình, mà người ta cảm thấy quý trọng cung kính mình thì được. Nhưng mà bây giờ người ta lao theo mà ta muốn ăn thịt, ăn sống nước tươi mình, thì cái chuyện này nó không có nên. Bây giờ mình khoe sạch nhách ra hết trơn rồi nó còn đẹp gì nữa chợ. Nên từ đó mà bệnh và từ tình không, người nói qua 40 tuổi là bệnh te tô luôn. Bệnh gì? Bệnh từ thân. Thân thể sẽ tự nhiên nổi lên bệnh lạ thường về thân. Tự nhiên nó bệnh này bệnh kia về thân nhiều dữ lắm. Tại vì đem cái thân làm cho nhiều người tạo nghiệp quá, nên bệnh về thân. Và chưa già nhưng mà nó sẽ xuống dốc đến mức cực điểm luôn. Xuống dốc đến mức cực điểm luôn. Mà thường những người bản đồ khiêu gỡ như vậy đó, người sống lao theo thèm muốn, người chết ma quỷ lao theo, gặp người đẹp vậy ma quỷ cũng lao theo luôn. Nó gọi là ma quỷ nó lao theo, nên cái người này ngủ bằng đêm mưa gặp ác mộng. Nhất là những người mà ăn bản đồ hở hang đồ này kia, ngủ bản đồ mỏng manh rồi đó, là ưa gặp ác mộng, bị đè bóng đè đồ này kia, là ma quỷ lao theo đó quý vị. Nên từ nơi đó mà cái việc bản đồ hở hang này ghê quá, cặn kề với địa ngục. Nghe công đoạn này rồi, ai có đồ hở hang đó đem bỏ đi. Thấy không? Bây giờ thật sự mà nói, bây giờ mình biết tu rồi, mình may một cái bộ áo dài, nó bận nó từ trên xuống dưới cho nó đàng hoàng. Rồi mình bận đồ mình may cũng đẹp. Bây giờ mình may đồ tu mình may cũng cái kiểu thời trang cho nó đẹp. Mình bận nó, mình chỉ cần thiết kế ra một cái bộ đồ mình bận. Trời ơi, mình tu mình thông minh chứ. Mình nhìn đồ nó thiết kế như vậy mình thiết kế lại. Mình tự kêu người may phải may cho mình bộ đồ giống như mình muốn vậy đó. Nó kín đáo đàng hoàng mà nó lại đẹp. Ha, mình cũng không có quê mùa gì hết trơn á, được. Chứ đâu có nhất thiết mình bận đồ mỏng manh đâu. Thí dụ như giờ mình đã làm mẹ rồi, thấy không? Thì bây giờ mình đừng có bận đồ mà nó hở hang chi. Ví dụ như mấy đứa trẻ tuổi teen thì cái chuyện này nó không hiểu thì kệ nó đi, thấy không? Nhưng mà bây giờ mình đã làm mẹ rồi thì mình bận đồ cho nó đàng hoàng. Khi một người phụ nữ đã có chồng rồi thì mình phải bận đồ kín đáo đàng hoàng. Để làm chi? Nó giữ cái hạnh phúc gia đình mình được lắm. Tại vì nếu như mình bận đồ mà nó khiêu gỡ quá thì đàn ông nó cứ chọc ghẹo hoài, nó cũng làm cho mình động tâm nữa. Thật sự mà nói, một người phụ nữ mà dễ thương đi, mà bây giờ mình mà dốc dáng đẹp mà khiêu gỡ nữa, nhiều người đàn ông nó đeo đuổi quá đó. Mình đi làm cũng có đàn ông thích mình nữa. Vậy thì nó cứ chọc ghẹo hoài, nó nói nó cũng làm cho mình nó có cái suy nghĩ. Mà về mà gặp chồng mà chỉ cần nói 1-2 tiếng nặng nề một chút là bắt đầu nó nghĩ đến cái chuyện mấy cái thằng chọc ghẹo kia. Ông nói tôi đi nghe, ông gầy tôi nghe, ông quýnh tôi đi nghe, rồi ông biết nè, ông mắc tôi nay mai đấy, thấy không? Tại vì nó có mầm móng quý vị, nó có mầm móng là có người chọc ghẹo, hiểu không? Nên từ nơi đó thôi, mình đã có chồng mình biết an phận đi, có chồng thì biết an phận cho đàng hoàng đi, để giữ một cái hạnh phúc gia đình cho nó đàng hoàng. Chứ trời ơi, mình thêm chi cho nó mệt thêm đấy. Một thằng mà đủ chết rồi, chứ bây giờ mình thêm chi nữa cho nó mệt thêm, thấy không? Suy nghĩ đi quý vị, thật sự mà nói, thêm chi, còn không còn nữa thì khỏe. Lâu lâu về chùa vui quá trời luôn. Thấy không? Về chùa vui mà không bị đánh bị đập. Thấy không? Quý vị thấy không? Thấy về chùa có ai đánh đập quý vị không? Ăn chay mà. Đúng không? Nó thoải mái, mát mẻ, vui vẻ. Sống khỏi cần bận tâm nặng nề lo âu. Quá tuyệt vời rồi.
Bây giờ lỡ dính rồi phải chịu, lỡ dính rồi thì mình phải làm vợ người ta cho nó đàng hoàng, chứ thật sự mình cũng ngán thấy mồ. Thấy không? Bây giờ mình muốn cái gì nữa trời. Nó, nên từ nơi đó biết tu rồi, mà mình cũng hiểu hết rồi, có gia đình rồi, biết rồi. Thật sự mục tiêu mình bây giờ là muốn tu để cầu giải thoát thôi. Nó đơn giản, bình dị, đừng có ăn diện quá đáng, nhưng gọn ghẽ để cho chồng mình nó cũng nở mặt nở mày. Chứ không phải là bày hày, mấy mình tu mình bày hày. Mình tu mình bày hày quá thì chồng mình có khi nó chưa hiểu đạo á, nó không chịu, đúng không? Thì mình gọn ghẽ lại, nhưng mà nó không có xấu đâu. Tại vì cái tâm mình nó đã vui là nó hiện cái tướng dễ thương liền à. Nó hiện cái tướng đẹp liền vậy đó. Nó lạ lắm. Nên từ nơi đó cái phước nó đã tăng lên sao mà già. Con người khi mà cái phước báo nó tăng lên là nó không có già. Con người mà nó mau già là do phước nó giảm nó mới già. Nên chúng ta mà cứ tạo phước, mà tạo phước từ cái tâm thiện nó tạo ra. Cái tâm thiện nó tạo ra cái phước. Mà cái tâm thiện là nó hiện cái tướng thiện. Mà cái tướng thiện là cái tướng nó dễ thương lắm. Quý vị biết rằng có những người mình tu, càng tu mình càng có duyên nhiều á. Không có giỡn đâu. Mình không cần cái duyên gì nặng nề mà nó cũng duyên nhiều nữa. Tại vì sao? Vì mình vui. Thật sự mà nói, quý vị về đây mà gặp những đức mà không vui, bị gì đây làm chi? Giờ công nhận không? Bây giờ về đây mà từng nào về đây cũng vừa gặp một cái nói: quý Phật tử ơi, chùa đang xây dựng mà nó kẹt quá trời kẹt luôn. Nên thầy lo đây cũng lo cho quý vị về sau có chỗ ở tu hành. Mà đang xây tùm lum hết trơn mà nó kẹt tiền quá trời thôi. Mỗi người chúng ta cũng 50-100 bỏ vô cái thùng phía trước của thầy để. Nên quý vị phụ thầy một tay nghe. Từng nào về cũng nói kiểu này chắc mất tiêu hết trơn quá. Trời, nhà tôi lo muốn chết luôn. Tôi đi vô đây là tôi nghe pháp để tôi có niềm vui trong chùa. Vừa vô đây cái chưa gì chân á, tiền, từng nào cũng tiền, mệt thế ghê. Không nói cái gì cho người ta vui chứ mà cứ tiền không. Thôi mà chết nghĩ đến luôn. Mất tiêu hết trơn, hiểu không? Nhưng mà về đây nhờ nó vui, rồi nó có những cái cỡ mở tâm tư ra, nên người ta mới thích về đây. Nhận đức nói bảo đảm cái điểm này là cái điểm quý vị tu phước tu duyên đặc biệt nè. Cái điểm này là cái điểm đặc biệt mà quý vị tu phước tu duyên nè. Đến đây là chắc chắn là có phước có duyên à. Tại vì sao? Vì nó không có cái nhân tạo nghiệp nhiều cho quý vị, mà cái nhân tu phước tu duyên nhiều. Bây giờ chúng quý vị ra ngồi ăn cơm, bây giờ ngồi dưới đất cũng thấy vui nữa. Lạ vô cùng à. Cái niềm vui của một con người giàu sang mà họ chưa hưởng được. Cái niềm vui mà ngồi ở dưới đất ăn cơm, ngồi mà chung chạ với bao nhiêu con người, giữa con người tự nhiên không ai đưa mình lên cao, họ chưa hưởng được cái niềm vui nhân sinh này đâu quý vị. Nó, mình đi đến đây mình hưởng được nè. Trời ơi, có khi mình Đức ngồi với mấy cô, mấy cụ hay là mấy cháu rồi thì Đức ngồi chơi. Mình đừng có nghĩ mình cao vậy chứ, cứ thấp đi. Vậy mà mình vui, vô cùng vui luôn quý vị à. À, vui đây là có hưởng được nè. Mỗi ngày sống vui vô cùng đơn giản. Những Đức mà vô cái cụ già, Đức chơi cái cụ già là như Đức nói chuyện tiếu lắm. Chọc mấy bà già cười không à. À, mình làm cho người ta cười là thấy ngon lành rồi. Đó, nên tại sao chúng ta không sống như vậy quý vị? Cao sang gì cho nó mệt, đúng không? Ngồi ăn cơm chị em đồ rủ nhau đi vô chùa, rồi bắt đầu nghe pháp xong lễ Phật nửa tiếng xong bắt đầu chúng ta ra ăn cơm. Ôi, một hộp cơm bình thường, đồ ăn gì cũng gắp bỏ vào một cái hộp cơm, vậy mà ăn liềm. Ồ, ngộ ghê. Những Đức thấy mà mấy cô bọc gì mà cầm nguyên hộp cơm ra ăn, mấy bà ăn cái miệng thấy thèm ghê. Ăn xin liếm với quý vị. Vậy mà ở nhà ăn không vô nghe. Thì biết gì sao mà quý vị vô đây ăn ngon không? Hồi nãy giờ cười biết bao nhiêu nụ cười, nãy giờ mà không ngon nữa thôi. Không mà bây giờ cái thời khóa chùa mình đưa cái thời khóa này hay nghe. Quý vị mai mốt dẫn cái người mới đến đây tu là họ chịu rồi đó. Tại vì sao? Nói chuyện vui mà lễ Phật có nửa tiếng. Ít. Lễ Phật nó đang còn thèm hết. Một cái gì mà nó đang thèm hết. Tuần sau nó đến nữa, tại vì sao? Vừa mới thèm hết. Hiểu không? Đó. Nên đó, nhớ nghe. Thế gian hay sức thế gian cùng là một nguyên lý. Cái gì mà vừa tới thèm hết. Ta đừng có ngao ngán quá, nó ngao ngán quá, nó ói ra luôn á. Thật sự cho mày biết gì vừa thôi, biết không? Nên từ nơi đó mà, từng nào cũng vậy không? Từng nào đến đây cũng cười. Vậy thì từng nào ai mà không muốn đi về đây cười? Nói thiệt, quý vị bây giờ đi vô trong cái gạp mà hài hước này kia đồ,
cũng mua vé tốn tiền. Mà muốn nó hài nó nói cái gì đâu không à. Nó nói cho mình cười mà nó nói thứ thí nó đại, nó cũng là cái duyên. Cái duyên của nhiều đời nhiều kiếp nó chồng ở nhân sinh nghe. Nên nó nói là người ta cười liền, nhưng mà ngặt có cái là lấy tiền. Lấy tiền qua lời nói. Nhưng mà có cái nó nói ưa nói xàm nhiều quá. Nó xàm nhiều quá nên thời gian nó hết phước rồi, tự nhiên đâu còn tiếng tâm nữa đâu. Hiểu không? Còn mình bây giờ mình nói cho người ta vui là có Phật pháp đưa vào. Hiểu không? Nó đưa Phật pháp vào á. Ví dụ như bây giờ bằng đồ hở hang cũng đưa Phật pháp vào để dạy người ta là đừng bằng đồ hở hang nữa. Thấy không? Nó có Phật pháp. Nên á, ở đây nó ngồi đây là do cái tâm của người đang thiện phát ra. Thí dụ như giờ quý vị đang ngồi đây, quý vị đâu có suy nghĩ rằng bây giờ làm ăn kinh doanh cái gì, giàu sang gì, hay là quý vị nghĩ cái gì tiền bạc gì đâu, mà mình trở thành một con người đơn giản nhất mình đang ngồi đây. Vậy thì bao nhiêu con người đang đơn giản ở đây thì cái từ trường ở đây nó sẽ nhẹ nhàng. Nên con người mà bệnh đau ngồi đây á thì lúc đó mình quên bệnh đau liền. Tại vì sao? Vì cái từ trường của cái pháp vị á, cái từ trường, cái sống từ trường này nó bao phủ mình lại. Mình ở trong cái sống từ trường thiện này á thì nó làm cho con người mình được tiếp nhận cái thiện. Mà cái thiện mà nó tiếp nhận đó thì tất cả tế bào của mình nó sẽ được nuôi dưỡng tuyệt vời lắm. Nhớ nghe, một con người mà phát thiện là tế bào sẽ được nuôi dưỡng vì cái thiện này nó làm cho tế bào sống động lắm. Mà cái tế bào mà sống động là con người vì nó trẻ trung, nó khỏe mạnh và nó vui vẻ, nó hoan hỷ. Nên quý vị coi cái điều địa chung mà bốn chữ niệm thấy không, nó làm như việc găng niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Niệm hộ niệm gì đâu mà kinh khủng đi, bởi vì cái điều địa chung này nha, đúng là trước thời gian qua giảng niệm 20 phút này, dù qua một cái bước vào cái từ trường nha quý vị ơi, đặc biệt gì đâu, đúng không? Nó cái từ trường của niệm 20 phút á, vậy mà gom từng chút từng chút từng chút từng chút với lễ Phật nửa tiếng vậy mà không ít đâu đó nghe, không ít đó quý vị thấy không? Nếu mà dồn lại hết đó, nói chuyện xong lễ Phật cả tiếng đồng hồ 45 phút nó thấy hơi dài đúng không? Vậy mà chút kia gom gom lại nửa tiếng lễ Phật ít thôi, rồi bước ra người nào còn nấy nghe đi hừng hực vậy nghe, ra bóng xanh cũng biết thực nghe, nhiều cô mắt nào nè. Trời ơi, có nhiều cô nói thầy bữa đó nghe thầy gia trì mà thầy liền một cái nghe, trời ơi hạt gạo trúng ngay con mắt con luôn thầy của thầy. Nhưng Đức nói trời, lúc những Đức liền thì cô đừng có mở mắt to, cô nhìn những Đức chi ai bụng cô, tự nhiên lần nào cũng vậy chứ, người ta liền cô cứ đứng ngồi ở dưới mà cứ liền dằn hạt gạo trúng mắt bà. Lúc tôi liền nhắm mắt lại liền. Ôi trời, không, nó trắng ra nhiều. Nhiều người đi vô chùa đúng là có nhiều cái hỏi lạ lắm. Có một bà bê hổm phóng sanh chim nó bay á, phân chim nó ỉa ngay cái đầu bà. Vì mà bà chạy qua khu tăng mới đứng mới đợi bà nó. Bữa qua bà hỏi thầy, con nghe nói chim sa cá lặn, mà bữa nay con đứng phóng sanh mà chim nó ỉa ngay cái đầu con có sao không thầy? Nhưng Đức nói hên đó bà. Cô biết rằng nó bị hổm nghe, những Đức đi qua cái chùa mới bởi nó cô, nó đang đứng nghe. Tự nhiên đâu con chim nó bay ngang, nó ỉa ngay lỗ mũi những Đức luôn. Vừa ỉa xong cái bà kia cầm 100 triệu là cúng dường liền đó bà. Những Đức nói, thì cô nghĩ cô phân chim là vàng đó cô. Mà đó là ỉa ngay lỗ mũi đó nghe. Chứ gặp mà nó ỉa ngay cái đỉnh đầu còn ghê nữa đó. Cô là bị ỉa ngay cái đầu đúng không? Nó nói, đúng thầy ỉa ngay cái đầu. Những Đức nói, coi chừng cô trúng số á. Trời ơi, quý vị coi, có nhiều người ta hỏi lạ lắm quý vị. Thì chim ỉa thì lao mà chết, chim ỉa thì lao thôi chứ cái gì đâu, đúng không? Mà chúng ta bây giờ tu hành tất cả những cái gì nó mù mờ bỏ qua bên hết đi, đừng có quan niệm đến nữa. Ví dụ như ngày xưa chúng ta từng tạo nghiệp phá thai này kia rồi, bây giờ biết Phật pháp rồi đúng không? Thôi bây giờ từ hôm nay con hiểu rồi, bây giờ con cố gắng con tu hành. Ngày xưa con dù có phá thai bao nhiêu lần đi chăng nữa, nhưng bây giờ con quyết tâm con niệm Phật. Dù cái nghiệp duyên này con tạo ra bây giờ có hành hạ con sao con cũng chịu thôi, thiếu nợ thì trả thôi, con không có than van nữa. Nhưng mà con không than van, chứ con không phải là để im như vậy, mà con không than van mà con lại quyết chí về cực lạc luôn, con niệm Phật về cực lạc. Nhưng mà bệnh đau con không than van, vì con từng phá thai, con phá thai nên bây giờ cái bệnh đau con phải đeo ma con chịu thôi. Nên con vui con trả về cái bệnh đau. Bây giờ từ hôm nay con không cần suy nghĩ đến cái chuyện đó nữa. Bây giờ Hương Linh muốn theo quậy mẹ sao thì tùy con. Nhưng mẹ bây giờ là mẹ quyết tâm đời này mẹ về cực lạc, mẹ niệm Phật. Con muốn quậy mẹ bao nhiêu mẹ con quậy đi kệ con.
nếu mà con muốn á, thì con với mẹ cùng niệm Phật đi, để chúng ta cùng về cực lạc con à. Còn bây giờ con muốn quậy con cứ quậy đi, tùy con. Bây giờ mẹ chỉ còn có cái thân này, ngày xưa mẹ không có hiểu con ơi. Nếu như mẹ hiểu như bây giờ mẹ đâu có đi phá thai. Ngày xưa mẹ không có hiểu. Nhưng con phải nhớ rằng á, cái việc mà mẹ giết con á là do cái nhân quả của con nhiều đời nhiều kiếp, chứ không phải hoàn toàn mà do mẹ giết con đâu. Nếu nó không có cái nhân làm sao nó có cái quả. Nên tất cả những thai nhi bị nghiệp phá thai, hay tất cả những người mà bị người ta giết oan giết ức mà theo nhiều đời nhiều kiếp mà đòi nợ, nghe, nghe câu này nhớ nghe. Nếu như oan gia này mà không giải á nghe, là nhiều đời nhiều kiếp thì nó cứ quay quằn mãi trong tam đồ ác đạo khổ đau đó. Bây giờ thôi, nghe được bổn nguyện của Di Đà rồi, buông đi. Chúng ta bây giờ cùng buông đi quý vị, cùng buông tất cả những cái nghiệp của nhiều đời nhiều kiếp, buông đi. Bây giờ nghe đạo tu hành rồi, bị người ta lấy mắt đâu dép đi chân không, bị người ta lấy mắt cái quần, mượn cái quần khác bạn coi được không, trả nợ vui vẻ. Có cái bà đó đi vô chùa mang đau dép, bà nói là mới đi đến chùa mấy lần, thấy gì mấy chị em rủ, nghĩ rằng đi chùa cũng mặc đồ đẹp đẹp một chút, nghĩ rằng đi chùa như đi đám cưới vậy. Cuối cùng mua cái đầu gối cao cao mang vô chùa, mang vô lần đầu không sao, lần thứ hai bị vớt đầu gối mất tiêu. Mấy vị Phật tử dẫn qua gặp những đức nói cho cô một đôi dép xịn hơn luôn, đưa cô đôi dép xanh với một chiếc dép trắng mang vô đi. Cô mang đôi dép này đi, chắc chắn với cô luôn, không bao giờ ai lấy nữa. Từ hôm nay mang đôi dép này, cô nhớ nghe, cô mang đôi dép này là cô lên đời luôn, cho cô biết liền, cho cô biết. Mang đi, rồi cho cô đôi dép đó. Rồi có cái bà vô chùa cộng tu, đúng đi vô chùa mua hai bộ đồ, tu một tuần sau, hai bộ đồ này nó thành bốn bộ. Sao bốn bộ? Mặc cái quần, mượn cái quần khác bỏ vô thì cái quần khác cái áo. Kỳ sau mắc cái áo, xin cái áo khác bặn vô, khác cái quần. Cuối cùng bà tu, bà vô chùa bà mua hai bộ đồ bặn vô, cuối cùng bà tu một tuần lễ sau bà thành bốn bộ đồ bà đem về. Cái bữa bà đi về bà bọc một cái quần này cái áo kia bà đi. Bà công nhận cái người tu nó quan hỷ gì đâu quý vị. Bà nói công nhận con về chùa thầy con tu con lờ từ đầu tới cuối. Ôi ôi vô đây thầy bao cái gì cũng bao, mà đem có hai bộ đồ vô mà bây giờ đem về bốn bộ. Mang một đôi dép vô mà giờ mang hai đâu. Ủa sao hai đâu, nó thầy coi nè, chiếc dép đực chiếc dép cái, thầy coi á. Nhìn Đức nói vậy mà cô vui không? Vui quá. Hỏi ủa sao cô hay vậy, sao mà cô làm được gì hay vậy? Thầu ô thầy nói hoài mà thầy, thiếu nợ thì trả đi, tham quan làm gì. Thấy chưa, thầy coi. Đúng là cái câu đặc sắc, đúng là cái câu để là cho đời, thấy không? Sau này nhà Đức chết lại để là có một câu đó, thiếu nợ thì trả đi, than van làm gì. Mấy bà nghe nghe chưa, ở đây mà ai mà gặp tôi mà than van đó là cái chuyện bị đánh đó, cho biết nhắc hoài luôn á. Nghe nghe, thiếu nợ thì trả đi, than van làm gì. Thấy chưa, trời ơi, nó không thiếu nợ sao mà trả nợ. Trời ơi, phải thiếu nợ nó mới trả nợ chứ à, hiểu không? Nó nên từ nơi đó rồi nó hoan hỷ lắm. Đã là con người tu rồi, nghe như vậy nó buông, buông hết nó. Nhưng mà cũng phải cho bọc để bỏ đôi dép gắt. Chứ gặp mà vô đây mà nó lộn dép mắt tàn lan đại hải, có nhiều người phiền não nó la ôm sùm luôn cho vị biết, thấy không? Lâu lâu gặp keo thì xử lý được, chứ mà nhiều gì là không có được. Nên có dép của chùa hết. Nên từ nơi đó bị về chùa mình nghe cái thử thách của quý vị nghe hay lắm, thủ khách cực kỳ hay luôn. Có khi vừa ngồi xuống cái bà kia mới nói, bà thấy cái gì không? Ủa ngồi ngồi chứ thấy cái gì? Ngồi thôi chứ thấy cái gì? Cái khăn. Cái khăn để bà thấy chưa? Ủa cái khăn để thì cái khăn để, tôi ngồi thì tôi ngồi chứ. Trời, chưa biết cái lực ở đây hả? À, lực gì? Cái khăn để là chỗ ngồi có người, bà hiểu không? Bà vậy là mới đi chùa này rồi, mới đi chùa rồi bà không hỏi thầy hả? Cái khăn để là có chỗ ngồi, bà hiểu không? Đó, rồi bữa sau mình đến mình còn món nợ chưa trả, bữa sau đến ngồi xuống, ngồi xuống bà hỏi bà thấy cái gì chưa?
Ủa trời là trời, sao tôi vô chùa này sao tôi còn cứ gặp thấy cái gì hoài vậy trời, thấy cái gì nữa? Cái lá cây bà thấy chưa? Bà thấy cái lá xài chưa? Lá xài ở đâu mà bay vào đây bà biết chưa? Tôi phải ra tận cây xài, tôi lượm một chiếc lá rụng, tôi đem vô đây. Tôi biết tôi thích ngồi nghe thầy giảng trực tiếp. Nếu mà trễ tôi đi lên trên lầu thì tôi thấy màn hình, không thì ở nhà nghe cũng được. Nhưng mà tôi muốn thấy thầy giảng trực tiếp nên tôi để cái lá xài ở đây, tôi phải bỏ công đi ra ngoài kia tôi lượm một cái lá xài, vì bữa đây tôi quên đem cái khăn theo. Thấy chưa? Nó thấy chưa? Hai lần thấy. Lần thứ ba bà đến bà nói không biết bữa nay có thấy cái gì nữa không. Cái bà kia bà nói được rồi, hôm nay tao không thấy nữa mà tao đi lụm đồ tao bỏ vô. Tại vì sao? Hai lần tao đã bị thấy, hôm nay tao không ngu gì để tao đi ngồi chỗ của tụi bay nữa, tao ra ngoài tao lụm hai lá xài, tao để hai bên chỗ ngồi tao, thì đứa nào vô là tao hỏi lại mày thấy cái gì chưa. Thấy chưa? Ồ đi tu mà nó ngộ lắm quý vị ô. Không mà thôi kệ, bà vui như mình bây giờ ngồi ở đâu trong kẹt trong hốc nghe cũng không bằng trực tiếp gì quý vị. Thôi tôi cố gắng tôi ngồi trực tiếp nghe nó vẫn có lực hơn đúng không? Phải chịu khó một chút phải không? Thật sự mà nói sao đủ duyên á, mấy cái cửa bên đây thôi phải chi mà Phật không biết cái nó mất tiêu hết phút cho rồi. Cho cái chánh điện nó câu thông luôn phải không? Nên ai cũng thấy được phải chưa? Nên quý vị nghe vậy rồi nghe tự mà suy rộng ra à, suy rộng ra trên đường tu của mình. Nó đủ duyên thì ngồi đâu cũng được, chứ đừng có thấy tùm lum à, chúng ta muốn thấy ai về đạo Phật chứ không có thấy khăn, thấy lá xài gì chứ. Nếu thật sự muốn giảng sanh thì đâu cũng thấy Phật là được rồi đó. Nên thì duyên đến ở đâu thì ngồi trước thì mình ngồi, chứ giờ lỡ người ta ngồi xuống thì thôi mình lỡ mình cầm cái khăn mình đi, chứ mình đừng có hỏi người ta thấy gì chưa. Nhưng mà chúng ta phải có thời gian từ từ quý vị ha, nói vậy thì từ từ tự người ta hiểu. Có một cái chú ông cũng còn trẻ năm mấy tuổi 60, trời ơi ông bị thận hư nay yếu kiệt sức ốm. Bà vợ thì chừng 40 mấy 50 tuổi, bà còn trẻ lắm cũng biết tu luôn. Chú nằm bệnh bữa nay bà chăm nó, nhà Đức vô nhà Đức nói nó thấy không, đây cũng là ăn tình được nè, ăn tình được nè, còn chăm sóc nhau khuyên nhau tu. Nó nhà Đức nói ông mai mốt mắt ông giảng sanh cô ở cô cố gắng cô tu nghe không, mới có 50 tuổi đừng bước thêm bước nữa nghe bà. Nên mong mình nói chuyện nhiều cái nó thấy vui vui quý vị, nó thật thật á. Nó giống như hôm qua nhà Đức gặp một cái đoạn ở miền ngoài không ấy, quê thầy Nhuận Chí, có cái cô 46 tuổi mà có 4 đứa con, mà nhìn cổ trẻ mà mặt mày sáng sủa. À mình nói chuyện mình mới thấy ra có những con người gì hay nghe quý vị, lạ lắm. Cái con người mà đến thế gian này mà một con người mà họ mà giống như vô tư á, họ vô tư, họ không có nội tâm, họ vô tư lắm quý vị. Nó, mà họ sống rất là có trách nhiệm. Thì con người này dù họ chưa học Phật nghe quý vị, họ chưa học Phật luôn, nhưng mà về cái việc mà họ sanh cái tánh giác của họ nó cao hơn cái người mà không vô tư lắm. Thì những Đức nói chuyện với cái cô này không biết Phật pháp nhiều, nhưng mà lạ thay những gì những Đức nói vừa phớt ngang là cô hiểu liền. Cô nói rằng con rất là vô tư thầy. Nó, nên á sáng sủa đẹp, 46 tuổi mà sáng sủa đẹp lắm. Mặt tôi rối, nuôi 4 đứa con. Có nói rằng là 4 đứa con con nuôi á, con đều giúp cho con tự lập sống tự nhiên hết trơn. À, rồi bây giờ chồng con mắt rồi, thầy biết từ khi chồng con mắt tới bây giờ, người đàn ông mà họ quý con, họ muốn đến với con nhiều lắm thầy ơi. Nhưng mà cái chuyện đó là chuyện của người ta thôi thầy. Còn chuyện của mình là mình giữ được mình hay không là mình thôi thầy à. Nhà Đức nói đúng rồi. Hiểu không? Mình người ta được quyền thích mình, còn mình có quyền thích hay không là chuyện của mình, hiểu không? Nó nên á
Rõ ràng một con người vô tư họ sanh pháp nhiều đó quý vị. Họ tự nhiên sanh pháp luôn à. Lạ thay, nên quý vị nên tập sống một cái cuộc đời vô tư á. Cái việc tốt đến với mình cũng được, mà việc không tốt đến với mình cũng được. Còn việc gì tốt hay xấu gì đến rồi qua rồi cho qua đi. Hiểu không? Đó là một con người tập cho mình một cái tánh vô tư tự nhiên. Nó như vậy thì mình mà người học Phật như vậy thì thôi quý vị biết rằng đó, nó ngưỡng mộ mình lắm. Ta thích học Phật theo mình lắm vì mình vui nhiều quá. Vô tư thì vui nhiều. Hiểu không? Vô tư thì vui nhiều. Đó, nên tập đi. Trời, cái cuộc đời này mấy chục năm mà quý vị ơi. Sống khổ, sống làm cái gì? Đừng có sống khổ nghe. Sống khổ là quả khổ đó. Nhân vui là quả vui, mà nhân khổ thì quả khổ. À, chùa mình mỗi tuần Chủ nhật cộng tu mà lúc này rất là đông, khắp nơi về, và mỗi ngày những đức chia sẻ Phật pháp cũng thường động viên tất cả những vị trưởng đoàn nên dẫn người đi tu, rủ được một người tốt một người. Chư tổ sư có một câu nói mà giúp cho chúng ta hưng khởi cái tâm khuyên người niệm Phật. Chư tổ nói rằng dạy người ta niệm Phật một câu, cái phước báo đó nó lớn còn hơn là mình đem bảy báo cúng dường 100 năm. Câu này mà nếu mà cái người mình mà không đủ thiện căn phước báo nhân duyên gì tịnh độ không tin nổi đó quý vị. Thí dụ như giờ quý vị gặp một con người, người ta không biết niệm Phật, quý vị dạy người ta, vì mà người ta phát tâm người ta niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật hoặc là một câu A Di Đà Phật, ta niệm một câu vậy thôi, còn hơn là đem bảy báo mà đi cúng dường 100 năm. Một bên là mình đem tài vật mình cúng dường, một bên là mình dạy người ta niệm câu Phật hiệu. Tài vật cúng dường thì người ta xài hết, nhưng mà cái chủng tử mà khi niệm được một câu Phật hiệu đó đó là cái chủng tử để giúp cho người ta làm Phật, hoàn toàn được giải thoát luôn, lìa khổ luôn. Còn bây giờ mình cho người ta ăn ngon mặc đẹp nhiều cỡ nào đi chăng, nếu như quý vị không dạy người ta tu một pháp giải thoát vậy thì cái ăn ngon mặc đẹp của người ta sẽ không được giải thoát. Nên cái việc mà mình dẫn người ta đi tu, mà dẫn đúng một cái ngôi chùa mà chỉ người ta một phương pháp tu và cho người ta một phương hướng giải thoát, thì cái việc này nó thù thắng dữ lắm. Trước nhất là nó giải quyết được cái vấn đề trong cái cuộc đời này khổ đau, và cái đặc biệt là cuối cuộc đời người ta nó an tường tự tại để mà người ta đi. Nên những đức nói rằng là nếu cho những đức chọn, những đức vẫn thích chọn cái việc nhận những người già yếu, khi người ta đến lúc cuối cùng cuộc đời mà người ta được cái cơ hội để đi đến chùa để mà nương tựa ngôi Tam Bảo, giống như đến con đường cùng rồi, con người đến con đường cùng rồi, mình dạy người ta niệm Phật, mình nói về cái thế giới cực lạc tốt đẹp để cho người ta nghe, để người ta cảm thấy an tâm, để mà người ta ra đi được nhẹ nhàng. Bây giờ những đức nói cái việc mà thấp nhất là họ không được giáng sanh, nhưng mà họ được nghe niệm Phật, họ nương vào câu Phật hiệu, mình hộ niệm cho họ. Thí dụ như cuộc đời của người này, cả cuộc đời họ tạo nghiệp, tương lai họ đọa 18 tầng địa ngục, nhưng mà bây giờ họ được niệm Phật, mình dạy họ niệm Phật, họ nương vào câu Phật hiệu, họ đọa chừng 4-5 tầng. Vậy thì quý vị coi cái lợi ích nó lớn cỡ nào chưa? Quá lớn. Quá lớn. Nhưng mà có nhiều người, người ta vẫn là nghĩ rằng là sao mà cứ chết hoài, ta không chịu. Thì già phải chết chứ sao? Ai mà không chết? Già mà không chết không lẽ sống? Già mà không chết chắc là quỷ quá. Không. Từ nơi đó mà có rất là nhiều người, người ta có một quan niệm rất là lạ. Bây giờ ông làm việc tốt đi chăng nữa, ông có làm từ từ chứ ông làm gì mà gấp dữ gì. Theo những đức thì có một cái quan niệm như thế này: đã có cơ hội làm thì làm đi. Giống như con người đã có cơ hội ăn thì cứ ăn đi. Nó có cơ hội thì cứ làm đi. Mai mốt không có cơ hội thì chúng ta không làm được.
Nên người xưa mới nói rằng là kẻ biết thờ mới là trang tướng kiệt. Cái người đã có cái thờ, đến lúc thờ mình đến là phải làm. Nên quý vị thấy tại sao mà những đức hướng dẫn quý vị lễ 1500 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, những đức cũng cực lắm chứ, rồi ban tổ chức cực lắm chứ, giỡn đâu chợ. Nhưng mà bây giờ quý vị có cơ hội quý vị tu, tại sao quý vị không tu đi? Mình có cơ hội mình tu dồn, mình tu cho thiệt là dữ dằn đi, mai mốt nó không có cơ hội thì tu nhẹ nhẹ lại. Hiểu không? Nên từ nơi đó mà những đức dẫn là cái thích cái tuổi trẻ của mình là con người nó phải háo hức trong cái việc thiện. Đừng có háo hức cái việc ác thôi à. Cái việc thiện thì nên háo hức, thấy không? Nên những đức nói rằng chương trình người khiếm thị bây giờ, những đức càng tổ chức chương trình người khiếm thị, những đức mới thấy ra cái chương trình người khiếm thị nó rất là hay. Bây giờ nó hay thêm cái mức nữa là những người nghèo đến luôn rồi đó. Nó không phải là người khiếm thị nữa, mà luôn những người nghèo. Nên ai mà đánh chặn này với những đức là người đó cũng phải bò lết theo, chứ không phải chuyện giỡn đâu. Thì thí dụ như bây giờ quý vị đi, lúc trước bây giờ ít người, mình tặng cho người 20 ngàn, nhiều người thì mình tặng cho người 10 ngàn, nhiều nữa mình tặng người 5 ngàn. Nó cũng là số lượng đó, quý vị cứ có tiền là tặng, chia đều ra hết, mọi người chút. Vậy đó mà nó vui. Hôm qua người ta được nhiều tiền lắm nha. Người kiếm tiền qua nhiều tiền lắm á, giỡn đâu. Những đức đi vòng vòng, những đức hỏi xong á, người được 600-700 ngàn, 700-800 ngàn, có người cả triệu bạc đó quý vị, giỡn đâu. Cái chương trình người khiếm thị, những đức xin thưa cho quý vị nghe nha, nếu như những đức như người ta mà những đức mà tổ chức á, là những đức bao xe, rồi những đức bỏ bao thư 200 ngàn, thấy không? Rồi quý vị phải đưa tiền cho những đức để mà tổ chức cái chương trình này nghe, thì cái chương trình người khiếm thị những đức sẽ dư hơn 1 tỷ bạc, quý vị tin không? Chắc chắn quý vị luôn, những đức sẽ lời hơn 1 tỷ bạc luôn á. Tại vì cái lượng người mà để cho tiền người ta và cái lượng người tiền chùa mình bỏ ra đó là nó nhiều dữ lắm, nó nhiều lắm quý vị à. Một chương trình như vậy là những đức sẽ lời rất là nhiều tiền luôn. Nhưng mà những đức có một cái quan niệm rằng tại sao mình lại tính toán như vậy chứ? Một cái chương trình mình giúp cho người ta mà mình phải làm sao cho người ta ai cũng là người làm được hết trơn á. Nên mình cũng làm, bắt người ta cũng làm, người ta phải làm, tiền người ta phải để tự người ta cho. Từ khi người nào người ta quá ít người ta đưa mình, ví dụ như có một cô đi, lần nào chương trình kiếm thị cô cũng đưa tiền những đức á, là những đức nói cái phần tôi là 200 ngàn thì tôi cho 200 à. Còn phần cô đưa thêm đó không, rồi tôi đổi ra hết, rồi tôi đưa cho các chú, các cô trong chùa cho. Tại sao? Cái phần đó là cho người ta, mình giữ lại làm chi? Mình nói giữ lại lo cho chúng, hồng lo cho chúng thì cái phước của chúng là nó có cái phước của chúng mà. Còn cái chuyện lo cho người ta, giúp cho người ta thì giúp hết đi. Lương tâm mình thấy nó vui, nên chương trình khiếm thị xong nó vui trời ơi. Tại vì sao? Vì ai người ta cũng được vui. Quý vị coi người ta về đây, người ta niệm Phật từ lúc 6:30 mà người ta niệm cho tới gần 9 giờ, rồi những đức nói chuyện nữa gần 10 giờ, rồi hát nữa, rồi cho tiền nữa gần tới 11 giờ. Quý vị coi á, nó bây giờ quý vị tặng tiền cho những người này xứng đáng không? Nên những đức nói rằng là cái chương trình khiếm thị quý vị nên á hưng khởi cái tâm lên. Tại những người đó là những người người ta thiếu duyên trong cuộc đời, thiếu phước trong cuộc đời. Mình á giúp đỡ những con người đó là xứng đáng dữ lắm. Người ta đang cần quá, người ta được chút đỉnh tiền là người ta mừng quá trời luôn, người ta đang cần quá. Tại sao người cần như vậy mình không cho người ta? Phải chi mà mình cho người ta mà ta không chịu tu gì hết trơn á, thì cái việc này á nó không đặc biệt. Mà người ta về đây người ta niệm Phật nhiều như vậy, mình cho tiền người ta là hay lắm, rất là hay. Ví dụ như bây giờ có những người người ta thiệt là nghèo đi, vì rủ người ta về đây tu người ta không đi được á, như vậy mà chương trình khiếm thị người ta đến người ta ngồi đó. Bây giờ nó thu hút một số người, người ta đi lụm rác nè, đi lụm bọc nè, một số người đi lụm củi nè, một số mấy bà già tùm lum tùm la đồn với nhau đó, mai mốt tới chương trình khiếm thị là họ kéo nhau họ đến. Tốt, cơ hội chúng ta tu phước tu duyên tốt mà. Nó quý vị phải nhớ nghe, cuộc đời mà mình có cơ hội á để tu phước tu duyên á là tốt nhất trong cuộc đời. Còn cuộc đời mà có cơ hội mà thu gom tiền bạc là không phải á, là tốt. Vì nhớ nghe, thu vào không tốt, bỏ ra mới tốt. Nhớ đó. Đi hỏi lại, ủa thầy, bỏ ra con không thu vào lấy gì bỏ ra? Vậy thì chúng ta học Phật cái nhân cái quả là chúng ta không hiểu.
không? Quý vị càng bỏ ra không cần tính toán, nó thu vào nó còn nhiều hơn. Đường này nó không vào, nó đi đường khác. Cái phước báo á, là nó xuyên tứ hướng. Có nghĩa là hướng này nó không vào thì hướng khác nó vào. Vì chặn hướng nào thì nó cũng vào, chỉ cần quý vị có phước. Có phước thì hướng nào nó cũng vào. Còn không có phước á, mở cửa ra bốn hướng nó cũng vô nữa. Mở cửa nó cũng vô nữa cho quý vị biết á. Nó đã có duyên là tự nhiên nó vô à. Nó chen, nó vô, nó kình nhau nó vô. Nó quýnh lộn nó chạy vô. Tại vì nó quý vị có phước. Còn nó mà không có phước rồi đó nghe, quý vị nài nỉ nó vô đây, vô đây, vô đây. Nó không, tao không vô. Hỏi sao à, mày không có phước. Mày có phước vô đây làm gì, thấy không? Đó, nên á, cứ tin đi 100% luôn. Những Đức nói cái chương trình khiếm thị là cái chương trình đặc biệt đó, quý vị yên tâm đi. Mà đặc biệt nhất ở trong chùa mình á, mà Những Đức đưa lên một tư tưởng này nghe. Khi cho tiền, đừng có quan niệm người khỏe hay người bệnh gì chứ. Đừng có quan niệm là người sáng mắt hay người mù gì chứ. Người nào đưa tay ra nhận là A Di Đà Phật. Nhớ nghe. Cứ đưa tay nhận ngày đó là A Di Đà Phật, quý vị cứ để cho Đức sắp xếp. Là mỗi lần chương trình khiếm thị là mỗi lần quý vị đem củ cải đi xả đi. À, hộ mình chỉ xả ngay người ta nó ngon hơn kêu xả ngay mình. À, nó xả ngay mình nó chìm luôn đó quý vị. Nên nhớ nè, ở trong Phật Pháp nó hay nhất nè. Một chương trình đi phóng sanh đừng có nghĩ đem tiền về nghe. Từ xuất gia tới hàng cư sĩ nghe. Đừng bao giờ làm một cái chương trình trong Phật Pháp mà nghĩ rằng đem tiền về nghe quý vị. Nếu đi giảng Pháp ở đâu đừng có cầm tiền một cách gì về nghe. Khi mình đi giảng Pháp ở đâu là mình chuẩn bị vé máy bay hay vé xe hay ăn uống gì mình chuẩn bị hết đi. Rồi bắt đầu là mình đi. Mình đi xong mình đi đến nơi đó, ai cúng mình bao nhiêu mình đều để hết cho vị chủ trì ở chùa đó. Cho cái nơi ở đó mình để hết cho người ta đi. Thì nhân duyên của mình đặc biệt dữ lắm. Đừng có bao giờ đi đến đó mà đi cầm tiền gì. Mình về chủ xứ mình đi rồi người ta sẽ cúng à. Còn mình đi đến nơi người ta mà đừng có cầm cái gì hết trơn á. Như vậy thì nhân duyên của mình tuyệt vời dữ lắm, 100% luôn. Nên cả đời này của Những Đức, nó thật sự mà nói, Những Đức sẽ hết lòng hết dạ tu phước tu duyên luôn. Cả cuộc đời mình sẽ làm cho cái việc chờ xem, làm tới bờ tới bến luôn á. Tại vì sao? Có cái duyên được làm người, có cái duyên tu phước tu duyên mới cầm theo. Còn quý vị tạo ra một cái hoàn cảnh trong cuộc đời này có lớn cỡ nào, qua cuộc đời quý vị chưa chắc có người làm như vậy đâu. Những Đức nói quý vị biết, qua cuộc đời mình chưa chắc có người đứng lên làm được việc này đâu. Nó từ khi là nhân duyên gì có người xuất hiện. Chứ Những Đức thấy ở trong chùa mình là Những Đức thấy không có người nào đứng lên rồi đó. Tại vì mình sống trong ngôi Tam Bảo ở đây mình không có thấy rồi đó. Không có thấy có một người nào có thể đứng lên làm những việc này rồi đó. Từ khi mà có người nào xuất hiện, khi mà tới đời mình qua đi là có người đó xuất hiện thì khỏa mai. Chứ hiện tại Những Đức là thấy không có. Tại vì mình nhìn cái người sống với mình biết người nào có thể. Nhân duyên của họ và phước báo của họ và lời nói của họ và âm đức của họ, nhìn mình biết quý vị. Nó ví dụ như bây giờ Những Đức ngày xưa mới đi vô trong chùa đi, tuy là một người cư sĩ nhưng mà nó lăn lóc ở trong ngôi Tam Bảo á, nó nhiệt tình, nó hết lòng, nó mở tâm lượng ra, nó làm những việc mà có khi vị chủ trì nói là thôi dừng lại bớt đi, dừng lại bớt đi, mà nó cứ làm những việc mà giúp người ta không à. Nhờ cái duyên đó, cái âm đức đó nó mới có ngày hôm nay. Bây giờ mà nói mà ngày xưa mà Những Đức mà cứ sợ lo lo thì Những Đức đâu có làm được cái gì trong 5 năm ở trên Đà Lạt đâu quý vị. Nhờ Những Đức mạnh mẽ, Những Đức quyết định, Những Đức cố gắng, Những Đức làm. Nên từ nơi đó mà 5 năm đó nó giúp cho mình phát triển được phước báo, nhân duyên. Nó mới có ngày hôm nay đó mà mình làm tiếp tục. Vậy thì ngày hôm nay đã có rồi thì đừng có sợ mắc nghe. Nhớ trong cái cuộc đời này có thì cứ làm đi, đừng có sợ mắc. Giống như bây giờ có cảnh giới gì là ngon lắm không, đừng có sợ mắc. Tại vì đó là phước của chúng sanh và duyên của mình. Nó khi mắc đi là chúng sanh hết phước, mình hết duyên. Còn bây giờ nó còn là mình còn duyên, chúng sanh còn phước. Thì làm đi, đừng có sợ làm mà hết à. Đó. Nên hà Phật tử khắp nơi nơi mà nghe Như Đức nói chuyện kiểu này bị nhớ nha. Đừng có sợ cái chuyện bây giờ được tốt ngày mai không tốt. Bây giờ tốt ngày mai không tốt mà còn tu nó mới ngon, đúng không? Chứ lúc nào nó cũng tốt hết trơn thì phải tu. Còn lúc mà nó không tốt nữa mà nó còn tu nó mới ngon nghe. Cái đó mới là con vô thứ thật đó nghe quý vị. Nhớ đó. Cái lúc mà nó hưng thịnh mà mình tu,
lúc mà nó không hưng thịnh mình cũng phải tu. Đối với cái pháp niệm Phật á, là lòng tin mình phải cực kỳ cao đối với môn niệm Phật này. Và đối với việc bố thí cúng dường là phải phát cái lòng tin cực kỳ mạnh. Việc làm là từ tâm mà phát ra. Đó, ba tầng nữa. Tiếp tục chương trình khiếm thị. Bây giờ quý vị cứ tính đi, chủ nhật tuần này là một ha, chủ nhật tuần sau là hai ha, chủ nhật tuần nữa là thứ ba ha, rồi qua chủ nhật cái thứ ba đó nó nằm vào khoảng cỡ thứ bảy đó, là nó thứ bảy tới chủ nhật là bước tới chủ nhật thứ tư, đúng không? Là có thể chúng ta tổ chức chương trình khiếm thị. Bây giờ khắp nơi nơi mà nghe gì gặp những người nào mà giàu đồ này kia rồi đó, vì kêu người ta bỏ vô cái chỗ đó đó, cho người khiếm thị đó đó cầm lại cho người 100 hay 200 ngàn đồ đó. Nó, bây giờ quý vị chuẩn bị đi chừng khoảng 2.500 phần tiền thôi, không có nhiều chân á, khoảng 2.500 phần á. Quý vị biết rằng hôm qua là chúng ta tặng là 2.050 phần, hôm qua tặng á là 2.050 phần, là tính ra chùa mình là 400 mấy chục triệu, là người 200 ngàn, quý vị hiểu không? Rồi tiền xe là khoảng gần 200 triệu nữa, tiền xe quý vị ơi. Hai cái đầu này nên mới thu hút người ta dữ đó, chứ không có cái đầu mà bao xe không ai dám. Tại vì sao? Biết cho được nhiêu mà dám đi thuê xe. Trời ơi, người ta nghèo người ta khổ, quý vị biết á, quý vị cho được nhiêu mà bây giờ đi thuê xe chợ, đi thuê xe rồi không đủ trả tiền xe rồi thôi, cái kiểu này thôi ở nhà phước cho rồi. Quý vị nói người ta đâu có hiểu rằng là Phật pháp nó tốt cái gì, niệm Phật là tốt cái gì, nhưng mà cái tốt của người ta nhất là trong túi bỏ được 1 triệu đem về, đó là tốt nhất của người ta, hiểu không? Đối với cái người không biết tu, quý vị phải có một cái tâm đó đến với người ta, rồi từ từ người ta mới biết tu, hiểu không? Rồi từ từ bây giờ quý vị gieo cho người ta đời này, quý vị đừng có nghĩ đời này người ta chủ quả. Nếu như người ta tiếp nhận luôn thì ta chủ quả, còn nếu như người ta không tiếp nhận luôn thì những đời kiếp nào ta chủ quả. Cái chuyện chủ quả là chuyện của người ta, còn chuyện mình là chuyện gieo. Mình gieo hạt giống đó thì mình được à, hiểu không? Mình cứ chăng thật gieo đi đó, rồi được cái duyên này mà không cố gắng mà làm nữa thôi. Nên quý vị coi như những đức là thật sự là không có chùa, đi tu mười mấy năm nay những đức là thật sự là không có chùa, mà lúc nào cũng có chỗ ở ngon lành. Thật sự là nó là không có chùa thiệt đó quý vị. Bây giờ nhà đức ở đây hơn 8 năm chờ, bây giờ những đức chỉ ở vậy thôi. Vậy mà nhiều người cứ gặp những đức nó chào chú chi. Những đức nói chào thằng lì chú chi gì. Cái mặt nó lì nó mới ở hoài được gì đó chứ là chi gì. Thôi tôi không có chú chi chú gì chứ nha. Tôi được cái duyên tôi nuôi các cụ già thôi. Đã là nuôi con người thì có chỗ ở, hiểu không? Đã là quý vị nuôi con người thì phải có chỗ ở. Còn khi quý vị không có duyên nuôi con người thì quý vị sẽ không có chỗ ở thôi. Quý vị dù là không có chủ trì, không có chùa, nhưng đã là nuôi con người là có chỗ ở à. Tại vì con người phải cần có chỗ ở, nên quý vị đã phát tâm nuôi con người thì phải là có chỗ ở. Nguyên lý là như vậy. Nên mình nuôi người ta mình được ở ké. Mình nuôi người ta nên mình được có chỗ ở ké luôn. Rồi mình lo cho các cụ ăn thì mình có ăn ké, hiểu không? Mình lo cho các cụ cái gì thì mình được ké. Cái tóm tắt là mình giúp người ta là mình được ké hết, ké cả đời luôn. Nó còn gì, nó tự tại vô cùng quý vị. Nó không bị ràng buộc, nó không bị buộc ràng nặng nề, nó không bị vật chất hay là cái chùa chiền lớn buộc ràng mình, mà là trong cái thời cuộc con người mình đang có cái duyên thì mình cứ chân thật mình làm đi. Nên những đức nói rằng quý vị mà lao theo những đức là quý vị chỉ có tiến chứ không lùi đâu, chắc chắn quý vị luôn. Tại vì sao? Tiến đến mức mà quý vị không còn ten luôn. Tiến đến mức không còn ten nào, nhưng mà yên tâm đi, không có tiền mới khỏe. Ở quý vị không, đừng có sợ thiếu gạo ăn, không có sao đâu, vì thiếu gạo là đây lấy gạo. Lo gì, trời ơi, chúng ta cứ chân thật mà ở với cái cuộc đời này, tu phước tu duyên này, đừng có nghĩ ngợi cái gì hết trơn á. Bây giờ quý vị, ví dụ như năm nay làm ăn nó phát vô cùng luôn, thì bố thí nhiều đúng không? Năm sau làm ăn nó phát ít vô cùng luôn, vậy mà cũng bố thí nữa. Cái quan trọng của quý vị á, là cái tâm chân thật dám làm hay không á, chứ không có nghĩ rằng cái chuyện nhiều hay ít ở trong đó, mà dám làm hay không nè.
Cái này mới là cái thử thách mình. Khi mình học Phật đó là mình dám làm là mình vượt qua cái thử thách rồi đó. Còn sợ là mình không dám làm. Thí dụ như bây giờ mình đã có tiền rồi mà mình sợ mai mốt lỡ không có tiền sao, thôi giờ đừng có làm. Thì mình không dám làm. Nhưng bây giờ mình có tiền thì mình cứ làm đi. Thì mai mốt nó hết tiền nó có nữa à. Những đức tin 100% luôn. Những đức có bao giờ thiếu tiền đâu. Có bao giờ thiếu tiền đâu. Bây giờ thí dụ như mà thượng ông nêu lên hôm nay, bây giờ mỗi tháng ông phải đưa tôi bao nhiêu đó, thì tức khắc người ta sẽ đưa cho những đức bao nhiêu đó. Rồi mà thượng mai mốt kêu tăng lên, ông đưa thêm nữa, thì tự nhiên Phật tử người ta cúng dường nó đưa thêm nữa. Nó lạ ghê. Hòa thượng mai mốt nói là thôi ông khỏi đưa nữa, thì tự nhiên Phật tử người ta nghỉ cúng. Tự tại chưa? Vô cùng là tự tại luôn, thấy không? À, nhìn Đức thấy rõ ràng 100% luôn rồi đó quý vị. Nên Phật Pháp tin dữ lắm. Tin từ cái tâm mình làm chân thật là tin dữ lắm luôn. Nó thiệt quý vị đừng có lo. Những Đức cứ nói rằng là quý vị cứ gieo ngay con người mà biết niệm Phật đó đi. Một con người mà chịu là đây niệm Phật, quý vị cứ gieo cho họ hết đi, rồi quý vị sẽ thấy cái thù thắng của nó. Nó thù thắng dữ lắm. Trời ơi, nhìn những người khiếm thị mà mù mà cục tay cục chân, rồi què quặt rồi lê lết, rồi già yếu, rồi nghèo nàn, rồi cơ hội đâu mà một lúc mà có một đống người này cho quý vị làm. Thôi ngoài đời mình gặp vài người mình giúp thôi, mà họ khi không chịu niệm Phật. Còn vô đây họ chịu ngồi nghe những đức chia sẻ Phật Pháp, mà họ giờ có duyên những đức dày lắm nghe em. Những đức mà lên mà niệm Phật một cái là họ vỗ tay sùm nha quý vị. Những đức nói giờ cũng vỗ tay chứ, là biết cái duyên của họ những đức dày rồi đó, có thấy chưa? Gieo mấy năm nay nó dày rồi đó, là họ tiếp nhận rồi đó. Thấy mình làm mình thương họ chân thật. Nên những đức nói rằng ở trong cái cuộc đời con người mình á, thương con người là hay nhất à. Đừng có thương của cải quá. Mình thương của cải quá, của cải nó không có làm Phật. Mình thương con người, mình giúp con người mới làm Phật. Mà mình thương quá nhiều con người, mình giúp quá nhiều con người á, thì đời đời kiếp kiếp mình tái sinh lại toàn là những con người ơn gặp mình không à. Thì cuộc đời mình nó hạnh phúc biết nhiêu nói. Toàn là mình gặp những con người ơn nghĩa đến với mình không à. Gặp nhau cái ai với đạo Phật cười, gặp nhau cái chào chị cười, gặp nhau cái giúp nhau cười, gặp nhau cái toàn là đẹp không à. Vậy thì tuyệt vời trong cuộc đời. Còn nếu như quý vị không biết gieo từ con người thiện căn á, gieo từ cái hạnh phúc đến với con người á, thì đời đời kiếp kiếp quý vị có tái sinh làm người cũng gặp quan gia không à. Quý vị thấy không, trong cuộc đời này mà gặp quan gia nó khổ không. Bây giờ gặp chồng thì chồng gặp mẹ chồng thì gặp em chồng thì chứ ghét, đúng không? Thì gặp toàn là quan gia không à. Còn nếu như bây giờ quý vị tạo ra một cái duyên ơn tình thì làm sao mà quý vị gặp quan gia. Nhiều đời nhiều kiếp là do nhiều gì chúng ta tạo ra một cái nghịch duyên trong cuộc đời nên mình mới gặp quan gia. Nên bây giờ chúng ta phải biết tu. Biết tu là tu gì? Tu tạo duyên tốt, duyên lành hết, chứ không có tạo quan gia với nhau nữa. Cả đời này làm gì đó. Nên mấy cháu nhỏ vô chùa mình, những đức điều chỉ dạy cái gì? Kết duyên, gương mặt tươi vui. Bữa nay chùa mình các cháu đông á, giỡn đâu nghe, mới bữa nay mà đông rồi đó. Bữa nay bên đây là bốn mấy cháu gái rồi đó, nó nằm tràn lan đại hải. Mà duyên nó bây giờ với những đức cũng vậy nữa, thấy không? Nó nghĩa là những đức ngồi nói chuyện mình biết cái duyên với người ta vậy hay không thì biết liền à. Còn con trai thì đưa qua bên chùa mới bên kia, bữa nay cũng ba mấy thằng nữa rồi đó. Nhưng mà đặc biệt lắm quý vị, dù là mới đến lần đầu mới vô thì buồn, mà ở vài bữa thì vui. Điều tiết làm sao tự nhiên nó vui lên à. Nên nhà Đức nói với tất cả các cháu nhỏ nha, các con mà vô đây mà trong mùa hè là các con là đại phước báo á. Chứ các con ở nhà các con làm được cái gì, niệm Phật cái gì đâu. Vô đây á, mỗi buổi sáng được rửa nhà vệ sinh ngon quá trời luôn. Sáng nào cũng rửa nhà vệ sinh hử phân mấy bà già rồi. Nó đặc biệt gì đâu. Các con ở nhà làm gì các con có cơ hội hử phân nhiều dữ vậy. Trời ơi, đi vô chùa mà nguyên một cái vị trí nhà vệ sinh của các cụ mà mấy cụ phải đi tiểu đi cầu mà đi rửa, trời ơi hửi sướng tới mồ luôn. Các con biết nghe, hửi cái đó đi, các con mai mốt đẹp trai lắm. Còn con gái mà ngửi cái đó là đẹp gái lắm, quý vị tin đi 100% luôn á. Đi hửi phân hửi nước tiểu người ta là nó tự nhiên, nó lạ lắm. Trời ơi, những đức nó 100% với quý vị luôn. Một con người thông minh là từ hửi phân và hửi nước tiểu mà ra. Ồ, quý vị không tin hả? Từ khi cái người này hửi phân hửi nước tiểu mà lấy tiền thì không có thông minh. Nhưng nếu người này là người tu mà đi hửi phân hửi nước tiểu người ta đó, là người này cực kỳ thông minh. Họ đạt đến một cái trình độ là gì? Đối với họ phân và nước tiểu không còn bị cách hai nữa. Như vậy thì con người này sẽ đồng hóa vào cuộc sống, nó không bao giờ bị một cái gì đào thải được nó chứ. Nó trở thành một con người thật sự là có sức mạnh phi thường từ tâm luôn.
Vì thì con người này quý vị bỏ họ ở đâu mà cũng sống được hết trơn. Vì sao? Vì họ là người chịu khó và lam lũ. Một đứa con mà được tạo ra như vậy thì quý vị cảm thấy yên tâm không? Quá yên tâm, đúng không? Đó. Tại sao những đức nói mạnh dạn câu này? Vì chính bản thân những đức thành công bước lên là từ ngưỡi văn và ngưỡi nước tiểu mà ra. Mới vô chùa cộng tu lúc còn cư sĩ, đến chùa Vạn Linh cộng tu một tuần là những đức chọn cái khâu gì? Sắp dép và rửa nhà vệ sinh trong một tuần lễ khóa tu. Khi đến tỉnh Thất Quan Âm là bỏ ra thời gian một năm rưỡi, dù là quản chúng nhưng những đức vẫn là rửa nhà vệ sinh. Mỗi ngày, mỗi buổi sáng khi tu xong là đi rửa nhà vệ sinh. Thời tiết rất lạnh nhưng đều phải đi rửa nhà vệ sinh và đi sắp dép. Cứ người ta tu là những đứa đi vòng vòng chùa cái sắp dép hoài vậy đó, rồi đi rửa nhà vệ sinh, thấy không? Rồi khi đi xuống dưới đây là những đứa bỏ ra mấy năm, những đứa nấu ăn trong bếp, nấu ăn trong bếp để phục vụ chúng. Toàn là từ nó những cái việc đó mà những đứa đứng lên không đó quý vị. Quý vị biết rằng từ nó những việc đó mà nó giúp cho con người mình tỉ mỉ từng chút, biết được cái nhu cầu của người ta đang cần cái gì là từ cái thấp đó mà nhìn được cái cao nhất luôn đó quý vị. Nên con cái mình đi vô chùa nhớ nha, phải được rèn luyện. Thí dụ như con mình thì mình quá thương nên mình không thể nào mạnh dạn đối với nó được. Thương quá, nó chỉ cần mà đau đớn hoặc nó chỉ cần mà buồn cái là mình chịu không nổi gì. Cái tấm lòng người làm cha làm mẹ thương con mình không có giải quyết vấn đề con mình mạnh mẽ được, hiểu không? Nhưng người ta thì dám thẳng. Thương thì có thương, nhưng thẳng là dám thẳng. Khi cái thẳng thét đối với con mình thì lúc đó con mình nó mới trân quý cái tình thương của mẹ cha đến với nó. Còn nếu như nó chỉ hưởng được cái tình thương của mẹ cha đến với nó thôi mà nó chưa bị người ta rầy rà la gầy hoặc là bắt nó làm cực khổ thì cái tình thương của quý vị dành cho nó sẽ không biết trân quý. Nó đâu có biết được phân tách ra là cha mẹ thương mình bao nhiêu, rồi người ta đối xử với mình thẳng bao nhiêu, nên nó không trân quý tình thương của cha mẹ. Nên đối với cái chuyện thương con là phải để cho có người ta dám gầy la con mình và trách cứ con mình và bắt con mình làm nó cực khổ đổ mồ hôi. Thì từ nó ngay chỗ đó mà con mình trân quý cái tình cảm của mình dành cho con. Cái việc này quan trọng lắm quý vị, rất quan trọng. Và quý vị thêm một điều này nữa nghe. Con nít, khi quý vị nói quý vị thương nó mà không cho nó làm gì thì nó trở thành một đứa lười biếng. Mà khi một đứa lười biếng là nó không thông minh, một đứa lười biếng là nó không biết nhân sinh, một đứa lười biếng là không vui. Từ nào đó mà đi vô đây, tại sao các cháu vui? Vì các cháu được làm cực lực, từ sáng thức dậy tu, tu xong ăn cơm xong điều hành tiếp tục phải đi làm, đứng bớt cơm được cho người ta làm, đứng mỏi chân. Như vậy mà cái khả năng của nó khi phát lên, khả năng mà nó phát triển được đó, thì lúc đó nó mới thấy ra rằng ô, mình cũng làm được một số việc. Mà con nít nó vui là nó thấy nó làm được một số việc, nó làm được một số việc nên nó vui. Khi nó làm được việc như vậy rồi nó vui và tự tin phát lên, rồi phước báo phát lên. Từ nơi đó mà những tháng hè các cháu đi vô chùa lợi ích cực kỳ lớn. Đó. Thêm cái nữa, lên chánh điện tu ở nhà kêu tu được không? Không. Nhưng vì sao vô đây tu được? Vì bạn tu được, tôi tu được. Tôi tu không bằng bạn tôi bị chê thì sao? Tôi tu không bằng bạn tôi bị chê. Thờ phán bạn tu được, tôi không tu theo bạn thì bị gầy. Tại vì tại sao con không làm giống được như người ta? Nên kích thích nên phải làm cho bằng được. Làm được rồi thì nó phát lên cái sự tự tin nữa. Thấy không? Gọi là đức chúng như biển cả mênh mông, rất rõ ràng quý vị. Nên cái việc mà các cháu được đi vô chùa hay công nhận mà phải gặp ngay cái ngôi chùa xác thực nha, xác thực cho các cháu luôn. Nó cho các cháu mà cảm giác được nhân sinh sống và cái sự cực khổ con người ta tạo ra cho các cháu chán cơm sao, cho các cháu biết luôn. Từ nơi đó nó mới hay quý vị. Trong mấy tháng hè những đức nói các cháu nhỏ này nè, được rèn luyện sau này đặc biệt dữ lắm. Nếu như mà nó cứ gieo được cái duyên này nghe, tuyệt vời lắm. Đó, nên á, mỗi một con người chúng ta gặp được tịnh độ mừng lắm quý vị à. Ôi, cái mừng vô cùng là mỗi ngày chúng ta được nghe pháp niệm Phật. Những đức ở đây ngày nào những đức cũng rất là vui. Nhưng mà trong cái cuộc đời này bị nhớ nha, trong cuộc đời chúng ta đều có những cái trường hợp gì này nha. Chúng ta có khi chúng ta tu rất là vui, có khi chúng ta cũng sẽ bị trở ngại cái tâm một cái lúc nào đó. Có lúc thì chúng ta sẽ vượt qua được rồi nó vui sẽ tăng lên gấp bội. Rồi tăng gấp bội rồi nó sẽ gặp cái sự phiền não nó còn nặng hơn lúc phiền não kia. Nó cứ làm vậy đó quý vị. Vui càng nhiều thì phiền não càng nhiều, phiền não càng nhiều mà vượt qua thì vui càng nhiều. Lâu ngày nó giúp cho mình là bình định tâm ngay chỗ là vui buồn nó không còn bị chao đảo được nữa.
Khi đến lúc mà nó không còn chao đảo về cái chuyện vui và buồn đó, thì quý vị biết cái công phu đó là công phu gì không? Định tâm á. Chữ định này là ngay cái chỗ là vui buồn không dao động, là nó định ngay cái chỗ vui buồn không dao động. Có nghĩa là khi vui mình vẫn vui, mà khi buồn mình vẫn bình thường mà sống. Đó gọi là định ngay chỗ vui buồn. Tại vì chính những đức tu trong chùa thấy rõ ràng nè, có những lúc những đức cũng bực bội cái gì đó, quý vị biết liền à. Cái tính của người những đức là gì nè? Bực bội là thấy biết liền rõ ràng, cười là thấy bực bội là biết liền. Có nghĩa là nó rất là hiện tướng, rất là nhanh, rồi bực bội nó trở lại vui cũng rất là mau. Nên qua cái trường hợp như vậy, quý vị là một con người nghe và những đức là người hướng dẫn thì sao? Những đức cũng giống như quý vị thôi à, thấy không? Chứ không phải nói rằng ông thầy này không bao giờ phiền não, vậy thì nó cao quá, nó cao quá. Như vậy thì trong cuộc đời này ai chúng ta cũng phiền não hết trơn á, hiểu không? Mà phiền não thì phiền não, mà tu thì tu, hiểu không? Trong cuộc đời này phiền não là cho do những cái lúc chúng ta đã từng gieo cái nhân của đời kiếp nào, nên bây giờ phải lợi trở ngại nhau để sanh phiền não, hiểu không? Nhưng mà trong phiền não đó chúng ta đừng có chán, mà chúng ta phải tiếp tục tu. Nên những đức mong rằng á, tất cả những người ngồi ở đây và những người khắp nơi nơi mà chúng ta nghe những buổi chia sẻ Phật pháp như vậy nè, chính bản thân chúng ta là một con người thích cởi mở, chuyện vui cũng biết chia cho người ta, mà chuyện buồn khổ cũng biết chia sẻ nhau trong cuộc đời này. Chứ đừng bao giờ con người mình nó cứ là im điềm, vui cũng im điềm mà buồn cũng im điềm. Con người như vậy nó không có đặc biệt, quý vị à, nó không có đặc biệt đâu. Chùa mình nó có một chú, cái chú này ổng cũng được lắm quý vị, ổng cũng giỏi lắm á, cũng giỏi lắm. Nhưng mà chú này có một cái tính là không bao giờ thích chơi với ai cả. Sống trong chùa 4 năm mấy mà chú không thích chơi với ai. Ai nói chơi với chú cũng không thích. Thường ai nói chơi với chú một lần là người ta không muốn nói chơi với chú nữa, chú không thích, hiểu không? Chú buồn hay chú vui gì mình cũng khó đoán được là chú không có giải tỏa với ai cái gì chứ, hiểu không? Từ nơi đó chú trở thành giống như nó bị cô lập tương đối vậy. Là giống như làm trong chùa, làm chung vậy thôi, nó không có cái sự cởi mở. Vậy đó mà bình thường đang tu vậy đó, tự nhiên viết lại cho những đức một tấm giấy cái bỏ đi mất tiêu, hiểu không? Xong á, những đức khi coi qua tấm giấy, những đức nói vậy nè: một con người á, sống trong cuộc đời này á, chúng ta tu được hay không tu được, chúng ta làm được hay không làm được, chúng ta cũng phải nói, chúng ta phải cởi mở. Vì ông trời sanh ra một con người đến với thế gian này có cái miệng, mà có cái miệng mà không chịu nói, như vậy thì ai hiểu mình đấy, hiểu không quý vị? Nên dạy con cháu của mình nghe, dạy con cháu của mình là gì? Từ khi còn nhỏ phải tập, nhưng tập cũng chưa đủ. Cái nhân của cha mẹ, nhớ nghe, cái nhân của cha mẹ là một con người cởi mở vui vẻ, thì nó tạo ra cái duyên phước của một đứa con sanh vào làm con mình là một đứa con cởi mở vui vẻ. Cái nhân của người cha mẹ mà buồn tẻ thì nó chiêu cảm cái quả báo là một đứa con sanh vào nhà mình làm con mình y rang như bản thân mình đã từng đối nhân xử thế làm sao. Nên mình muốn con mình tốt, cháu mình tốt, thì cái nhân mình phải gieo cho tốt đến với người khác, thì cái quả báo mà con cháu mình đến nhà mình toàn là những đứa con cháu vui vẻ hoan hỷ. Nhớ đó. Nên từ nơi đó mà qua những cái sự việc như vậy, những đức thấy rằng đúng, con người cần phải được cởi mở. Nên quý vị biết rằng những đức khi buồn cái gì những đức mau hết lắm. Những buổi chia sẻ của những đức nói trơn à. Hoặc là quý vị thấy những đức có khi bực bội cái gì, những đức lao sùm rồi xong mất tiêu. Dạ gì không la, la đi cho nó hết, đúng không? Chứ bây giờ mình ôm mình đã nó ngầm lựu đạn hả? Chỗ tự nhiên đi đem lựu đạn để cho người mình để nổ cái bùm mình chết thì sao? Thà mình liền mạnh thí ra ngoài đi, mỗi người chúng miễn cũng chưa đến nổ chết, đúng không? Còn mình để mình nó cái bùm một cái mình tan xác thì sao, đúng không? Thà bây giờ mình hiện tướng cho nó giống phàm phu đi. Mình là phàm phu có vui có buồn chứ, có ích kỷ, có nhỏ mọn, có tham lam, có đủ thứ. Nhưng mà chúng ta càng tu thì càng bớt lại, thấy không? Chứ không phải là không có. Bây giờ quý vị đặt vấn đề là người tu không được như vậy, bị đặt vấn đề là không được như vậy thì làm sao người ta chịu tu đây? Người ta phải có thời gian để điều chỉnh. Cái thời gian điều chỉnh nó phải từ từ,
Thí dụ như một con người, người ta ăn diện, một con người, người ta thích đẹp, người ta thích làm đẹp, một con người, người ta là giống như là cái tính tình mà giống như là, gặp người này người kia là bắt đầu là người ta giống thích làm quen thân mật rồi này kia, thí dụ đi, rồi ái nhiễm này kia rồi đi. Bây giờ người ta nghe đạo, người ta phải có thời gian từ 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 từ, người ta nghe, người ta thấy từ 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 từ, rồi người ta tự nhìn nhận, nhìn thấu rồi buông xuống từ 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 từ, hiểu không? Còn bây giờ tự nhiên cái bây giờ người ta nghe cái bị kêu bỏ liền, bỏ liền, không có bỏ được, không bao giờ bỏ được đâu quý vị. Nó phải có thời gian từ 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 từ. Nhưng mà quý vị nhớ rằng chúng ta còn sống trong cái cõi đời này đó nghe quý vị, cái nhân về tham sân si của chúng ta không có bỏ hết được đâu. Tại vì sao? Vì cái thân mình là cái thân tạo ra từ tham sân si, là cái thân này nè, là tứ đại hợp thành, là tinh cha quyết mẹ, là từ tham sân si mà tạo ra cái thân này. Mà cái thân nó đã như vậy thì cái tâm của người mình chiêu cảm ra cái thân, tướng do tâm sanh thì cái tâm mình tạo ra cái thân. Như vậy thì cái thân như vậy, cái tâm như vậy mà quý vị kêu nó phải đoạn sạch cái tham sân si, được không? Không bao giờ có cửa này được đâu. Tại vì sao? Vì cái nhân trước mặt mình để làm cho mình phát khởi tham sân si nó quá nhiều. Như vậy thì tham sân si quý vị tu cỡ nào cũng vẫn còn. Như vậy thì niệm Phật giảng sanh được là ngay chỗ nào? Tín nguyện trì danh cầu sanh cực lạc. Nhớ, là mục tiêu mình đi về, mình hướng mục tiêu đi về cho nó mạnh thì thành công. Nên có một công đoạn nè: người niệm Phật cũng đừng ỷ mình thông minh trí huệ mà cầu cần phải vứt bỏ những điều ấy. Học vấn văn chương đã đạt được trước kia, ra tận ngoài biển Đông Dương Đại Hải, nếu không e rằng sẽ bị chúng làm lầm lạc, tự chuốc buồn khổ. Bởi lẽ do thấy biết nhiều nhưng không chuyên nhất, đâm ra chẳng bằng hạng ngu phu ngu phụ niệm Phật. Chánh tâm thành ý được hưởng ích lợi rất nhiều. Vì thế một pháp niệm Phật tốt nhất là phải học theo ngu phu ngu phụ, lấy việc thật thà tu trì làm trọng. Nên quý vị biết rằng là tất cả những người tu tịnh độ mà bỏ cuộc toàn là do đi tìm hiểu. Bà Thuy Im, trời ơi, mấy người nổi tiếng thấy rõ ràng luôn, mấy người tu tịnh độ nổi tiếng vậy Đức thấy rõ ràng luôn, do thêm mà bỏ luôn quý vị. Quý vị nhớ nè, nếu như quý vị gầy dựng ngay cái gốc tín nguyện thì không bao giờ quý vị bỏ tịnh độ, hiểu không? Nhưng nếu tu tịnh độ mà thêm từ từ là nó bỏ nè. Thí dụ như đọc quyển sách này, tổ sư chỉ quyển sách kia, tán thán quyển sách kia, quý vị tìm quyển sách kia, rồi giảng quyển sách kia, rồi tiếp tục nghe quyển sách kia, giảng quyển sách kia nữa, tiếp tục nói ra, nói từ từ rồi quý vị đặt tịnh độ vị trí nào. Nhiều người bị lắm nè, cuối cùng đặt tịnh độ ở đâu? Cuối cùng vứt tịnh độ ra chỗ khác luôn, cuối cùng chạy cắm gốc tùm lum, không bằng cắm một gốc. Cắm một gốc sẽ thành tất cả các gốc khác luôn. Một gốc mà phát lên thì cành lá sẽ phát triển hết. Còn bây giờ không có gốc nào tồn tại, gốc nào cũng là nằm liêu khiêu trên đất không à, vì thua rồi. Không bằng là cắm một gốc. Một gốc gì? A-di-đà-phật. Nè, cái gốc A-di-đà-phật này cắm 13 năm nè, thấy không? 13 năm gặp tịnh độ, 13 năm cắm cái gốc A-di-đà-phật này, thấy chưa? Trong cái thời điểm 13 năm nay, quý vị biết bao nhiêu con người nổi tiếng rớt chưa? Vì sao? Họ cắm nhiều gốc. Nếu như quý vị muốn cắm nhiều gốc thì cái gốc A-di-đà-phật này phải cứng. Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không là cái gốc A-di-đà-phật quá cứng, nên Ngài cấm cái gốc Nho Thích Đạo được. Còn người sau này học theo đều lạc gốc luôn, là vì họ chưa cứng gì một môn. Quý vị không hiểu những cái lời giảng của các Ngài là do vì các Ngài thâm nhập, nên các Ngài nói như sở chứng ra cho mình nghe. Còn mình chưa chứng mà mình lấy sở chứng làm liền là không đúng. Nên cái quy tắc vẫn là phải chuyên, cái quy tắc phải là chuyên tu. Khi chuyên tu và chuyên nghe một người và gây dựng cho cực kỳ mạnh, rồi cái gốc này cực kỳ cứng, cứng rồi quý vị có nghe cái gì nó cũng không dao động được, chứ nó không bao giờ dao động mà nó còn che được cho những cái khác nữa.
Nhưng mà những đức nói rằng nếu đời này muốn giảng sanh thì Cực Lạc thôi, khỏi cần tìm thêm nữa. Tổ sư đó nói rõ ràng, một pháp niệm Phật tốt nhất là phải học theo ngu phu ngu phụ, lấy việc thật thà tu làm trọng. À, thấy chưa? Thật thà tu làm trọng. Mà người thật thà niệm Phật là phải thật thà không? Một câu ai Phật niệm đến cùng phải thật thà không? Thiện ác gì cũng ai với là Phật thật thà không? Cái thật thà này là chỉ có một câu Phật hiệu à. Mà câu Phật hiệu này gây dựng cho cực kỳ mạnh. Mà muốn gây dựng hoài mà không bỏ là ngay chỗ nào? Là ngay lợi ích của niệm Phật phải hiểu. Khi hiểu được sự lợi ích của niệm Phật thì niệm có vào hay không vào, tu có an lạc hay không an lạc cũng tu. Vì sao? Vì tôi biết niệm được an lạc thì lợi ích của an lạc, mà niệm không an lạc thì lợi ích của không an lạc. Nó đều được lợi ích. Đã tin lợi ích này rồi thì từ không an lạc niệm ra an lạc, từ an lạc niệm ra không an lạc, rồi từ không an lạc niệm ra an lạc, rồi cuối cùng bình định tâm ngay câu Phật hiệu. Tất cả những gì những đức đang chia sẻ cho quý vị nghe là toàn là những gì những đức đã từng làm qua. Quý vị hỏi những đức như vậy, có những lúc thầy niệm Phật không an lạc vô vị không? Có. Niệm không có một chút hương vị gì cả. Và niệm Phật vọng tưởng đầy bao phủ lên luôn. Niệm mà có khi mà đang niệm Phật gì mà nó kéo cái Phật hiệu, kéo cái tâm đi mất tiêu. Vậy mà niệm một chút rồi bừng tỉnh một cái. À, mình đang niệm Phật mà nãy giờ đi đâu vậy con? Không, đi coi thấy không? Nó bây giờ mình đang niệm Phật mà nãy giờ đi đâu vậy con? Thôi cứ niệm Phật đi con. Nên những đức đưa lên cái quy tắc cho đại chúng trong chùa tu mà không chán là gì? Bây giờ những đức chấp nhận một thờ tu đó, từ khi vô niệm Phật cho đến khi cuối cùng những đức chỉ lấy có một niệm cuối cùng thôi. Bây giờ quý vị làm được không? Chỉ có một niệm cuối cùng luôn đó. Một niệm cuối cùng mà không làm được nữa thôi á. Chúng ta gom lại hết sức lực của mình, công phá một chưởng một cuối cùng luôn. Cái chưởng cuối cùng này là cái chưởng gì vậy không? Cái chưởng cặn tử nghiệp. Có nhiều con người ta mới bước vào là chưởng lia chưởng lịa chứ. Quý vị thấy ai mà cái gì mà nhào vô mà lia lịa, có ai thành công không? Lia lịa là dạng lạng hoạn á, hiểu không? Không có thành công cái thứ gì chứ. Mới vào thì phải từ tốn. Thì tu cũng y rang, thì cứ từ từ gom lại hết sức lực một niệm cuối cùng, chưởng một phát là thành công. Cái niệm cuối cùng là niệm gì? Là niệm cặn tử nghiệp. Nên chúng ta là tu tới cái niệm cuối cùng mà cái điệu lễ Phật mà tới mà keng keng là cái lúc mà đứng lên đó, bắt đầu ha, tư thế sẵn sàng. Nam mô. Trời ơi, nó làm kinh khủng lắm. Một niệm mà, một niệm nên dùng hết sức lực luôn, dùng hết sức lực gom lại. Một niệm mà dứt phát, rồi thêm một niệm kết thúc. Nhớ nghe, một niệm dứt phát và niệm kết thúc là có cái tiếng nhận đức lọt vào là cùng niệm chung đó, là niệm kết thúc đó đó, là quý vị dứt thêm một niệm đó một cái nữa thôi, rồi là thời công phu quý vị là giống như là đèn bật sáng lên vậy đó. Trời ơi, chỉ có hai niệm thôi, cuối cùng như vậy thôi. Một niệm kết thúc á, đứng á, rồi một niệm vuốt thêm một phát cuối cùng nữa, vậy mà có hai niệm thôi. Vậy mà thời công phu bật đèn sáng luôn vậy đó. Còn những niệm kia mày cho mày vọng tưởng à, mày muốn lao đâu mày lao kệ mày, mày cứ niệm Phật tới cùng mày cứ niệm đi. Rồi tới cuối cùng mà nghe tiếng keng keng, à tới rồi. Lúc đó bắt đầu nghe mấy cái lúc tu kia thì tay chân xìu xìu ến ến nghiêng nghiêng gì tùm lum nghe, nhưng mà keng keng, à tới lúc à, mày tới rồi, tới lúc mà nghe bắt đầu nghiêm túc nghe, cho tay lên nghe, Nam mô A. Bởi vì những đức hướng dẫn chúng mình mà tới cái câu cuối cùng nó niệm kinh khủng luôn. Tại vì sao? Bật đèn, thấy không? Có nghĩa là lúc mà bình thường thì đèn mờ 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 đúng không? Mà lúc cuối cùng nè, bật một phát lên. Vì sao? Vì tất cả những lúc kia là chữ điện lại không xài nhiều quá. Vì xài nhiều quá hết điện, nên chúng ta xài mờ mờ, nên mình tu cũng vừa vừa thôi. Vừa nghe. Nhưng mà cái lúc cuối cùng bật một phát lên, bật đèn hết, đủ điện rồi, quất một phát rồi đi thẳng về Cực Lạc luôn. Hiểu không? Đó, vậy thấy chưa? Căn tính thờ mặt pháp chưa? Phải nhìn ra căn tính thờ mặt pháp nghe. Chứ nếu không là chán á. Trời ơi, niệm Phật vô vị. Thầy ơi, con niệm Phật không có hương vị, con bỏ cuộc. Tôi tin niệm Phật được lợi ích, tôi không bỏ cuộc đâu. Tôi dạy gì bỏ cuộc. Tôi tin 100% niệm Phật được lợi ích, nên tôi không bao giờ bỏ cuộc đâu. Ai mà đi bỏ cuộc? Tôi bỏ cuộc là tôi bỏ như lâu rồi.
Vị thấy không? Một con người gặp tịnh độ không đi tìm hiểu ở đâu, không đi đâu cả, chưa từng đi nước ngoài, chưa từng đi đâu, cho đi cũng không đi luôn nữa. Tại vì những gì Hòa Thượng Tịnh Không giảng mình biết rồi, lo mà làm đi, đừng có đi tìm hiểu nữa. Còn tới đời những đức đã nói rồi, quý vị tin không tin kể quý vị. Quý vị nhớ nè, tới đời những đức là duyên quý vị đến lúc chín mùi rồi đó. Chứ quý vị biết đó, nó gầy dựng qua ba mấy người á, là tới những đức xuất hiện đó. Quý vị coi những người đã từng nổi tiếng hướng dẫn tịnh độ, quý vị coi họ từng hiểu biết rất là nhiều, họ đi tùm lum đúng không? Tuy họ rất nổi tiếng tịnh độ nhưng họ đi rất nhiều, nhưng tới khi những đức xuất hiện là con người không đi. Quý vị thấy Phật cũng thương quý vị đó. Chứ nếu như tới đời những đức mà đi nữa thì mấy vị bò theo á, thì đi mấy năm nay nó mệt muốn chết rồi. Bây giờ tới lúc này không còn đi đâu vòng vo tam quốc nhiều nữa, hiểu không? Rồi tim con người này không biết nhiều, nó nói thẳng trực chỉ cho quý vị tu luôn, nó thẳng luôn. Mọi vị thấy tới đời những đức là có phương pháp tu rõ ràng đúng không? Mà phương pháp tu này không phải của những đức, mà lạ thay tới đời những đức nó lại thành phương pháp tu à. Nó cắt gọt thành ra một phương pháp tu luôn. Quý vị coi nè, cái phương pháp tu của mình, quý vị coi nó sẽ phát quang nè, khắp nơi nơi nè, nhà nhà tịnh độ nè, nhà nhà Di Đà nè, quý vị thấy nè. Rồi cái phương pháp tu này là phương pháp mà để lại cho đời này, sau này chết đi để lại phương pháp này đó. Dưới hai cái đề học nghe, một câu ai thì Phật niệm đến cùng, một quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc. Những đức nói trong cái thời cuộc nào người tu tịnh độ cũng phải nghe. Tại vì sao? Nó chiên đến mức mà vàng chín luôn rồi, không còn cắt được cái gì nữa cả. Bây giờ quý vị coi cái thời khóa chùa mình, quý vị không còn gọt thêm cái gì nữa hết. Nếu gọt nữa là nghỉ tu. Quý vị coi còn cái ngôi chùa nào mà tu mà cái kiểu mà đến cái mức này không? Mới vô niệm Phật 20 phút xong á, quỳ lên nguyện hương, chỉ có nguyện hương, đảnh lễ Phật ba lại, xong ngồi xuống niệm Phật nữa, địa chung 20 phút, niệm địa chung xong quỳ lên tán thán Phật, Phật A Di Đà thăng kim sắc, xong vô lễ Phật xong hồi hướng, nghỉ. Còn gì nữa? Nó chiên đến mức này rồi, bây giờ quý vị mà bây giờ muốn nó cái gì nữa bây giờ quý vị? Nó quá chuyên rồi, hiểu không? Đó, vậy thì bây giờ cứ như vậy mà tu đi. Rồi ở nhà thì như thế nào? Địa chung 20 phút, lễ Phật 45 phút. Quý vị cứ như vậy mà tu đi, rồi mỗi ngày bấm số niệm Phật. Bấm số niệm Phật, cứ ai với Đà Phật bấm, ai với Đà Phật bấm. Rồi đeo máy niệm Phật lúc nào bên cạnh mình, bên mình cũng là gì? Câu Phật hiệu xong ớp hết trơn, cứ để vậy đi. Rồi nhận đức làm, nhưng quý vị nghe là do nhận đức làm. Nhớ nghe, nhận đức là có làm thật, chứ không phải là không làm mà chỉ nghe mà nói, mà làm thiệt đó. Tại những đức tin rằng Phật Pháp là phải làm, nó mới có cảm giác thật sự. Nên tại sao những đức nói chuyện mà nó hừng hực? Vì làm, làm thiệt. Bây giờ chương trình Người Mù là những đức làm thiệt. Nên những đức rất là mạnh dạn. Mà những đức làm xong mới thấy nó hay. Trời ơi, nó hay gì đâu. Những đức nói người ta bị vấn đề là do gì? Mình làm một chương trình gì đó mà người ta đem tiền đưa cho mình mà xảy ra vấn đề. Còn bây giờ mình kêu người ta tự làm đi, sao có vấn đề? Người ta đâu có nói mình được là bây giờ tôi đưa tiền cho ổng quá trời luôn, ổng làm. Bây giờ mình làm là cái chuyện của mình làm. Còn cái chuyện người ta cúng xây dựng là cái chuyện cúng xây dựng. Còn cái chuyện khi bố thí cúng dường, mình khuyên người ta tự làm đi, đặt máy tự đặt cho đi. Các vị thấy không? Nên nó đỡ bao nhiêu vấn đề luôn á chàng. Còn nếu như bây giờ mà nhà đức cho máy thì người ta phải cúng dường. Mà cúng dường nhiều quá là có vấn đề. Nhà đức nói bảo đảm cho quý vị biết nha, nếu mà máy này mà nhà đức tặng đặt mà cho đó nha, thì người ta cúng còn hơn cái lượng tiền những đức đặt máy mà cho nữa. Ôi cúng dữ lắm. Cái kiểu mà đem máy đi cho là người ta cúng dữ lắm. Tại vì một người được cho con cái máy à, chứ không bao giờ mà cho 10 cái 20 cái đâu. Cho có 1 cái à. Mà cho 1 cái á, thì cái ăn tình đó không lẽ giờ cúng 100. Ông thầy không cho 1 cái máy, không lẽ đưa 100 cúng dường. Có khi người ta cúng còn hơn bao nhiêu lần vậy nữa. Nhưng mà quý vị để cho người ta đặt, thì người ta đặt rất nhiều cái, tự người ta đặt người ta đem đi cho luôn. Mày thấy không? Là chính đôi tay người ta khi làm á, thì người ta sẽ vui khi mà cái câu người xưa nói là người cho vui hơn người được nhận. Nên chương trình khiếm thị mà quý vị đi đến đây mà bị cho tiền người ta đó, là quý vị sẽ có cảm giác là cho vui hơn nhận. Nhưng mà cho làm sao vui nhất? Đừng có nhìn người khỏe, người bệnh gì chứ nghe. Ai đưa tay ra, A-di-đà-phật, 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 thoải mái luôn, không cần quan tâm. Con người ai cũng làm Phật hết trơn á, hiểu không? Cứ tặng đi, nó thoải mái đi, hết tiền thôi, nghỉ. Nó thì cái khoản của mình thì canh rồi, vừa rồi đúng không?
Đó, vậy thì cái chương trình khiếm thị lần sau là những đức tin chắc với quý vị luôn. Chắc chắn là 3.000. Người nhận 2.500. Hôm qua là quý vị có cái lượng người đó không tưởng tượng được đâu. Trời ơi, vô rồi ra không được. Hôm qua những đức ngồi đây, khi đi ra những đức ngồi 10 phút. Đi ra ngoài ghế, ngoài kia ngồi luôn, ra đâu có được đâu. Cửa nào cũng chặn cứng ngắt lại hết trơn, ra không được. Tại người khiếm thị họ nắm tay quý vị. Nắm tay đi có hàng á, căng ra mấy hàng mà chui ngăn đâu được đâu. Cuối cùng mình ra ghế đó mình ngồi mình đợi họ ra hết trơn mình mới đi về được. Nó quý vị coi một cái chương trình rồi ơi. Nên chúng ta gặp nhau ở cõi đời này quý vị, chăng thật tu phước tu duyên đi. Cơ hội mà. Rồi cái cơ hội mà nó qua rồi nó không biết chừng nào có cơ hội nữa đâu quý vị ơi. Nên bây giờ những đức mạnh dạn nói với quý vị một câu nha. Nhất định cuộc đời những đức sẽ làm cái việc trong Phật pháp này chăng thật mà làm luôn á. Làm tới cùng, làm cho tơi bời qua lá luôn. Làm cho chùa chiền sập hết luôn. Nên cho quý vị coi. Tại vì sao? Vì cái dạng liều mạng, quý vị biết không? Nên cái dạng liều mạng là nó kinh khủng lắm đó. Nên tại sao? Vì nó muốn giảng sanh. Muốn giảng sanh thì cực lạc. Thì cái gì còn mắc kệ mày. Tôi cứ làm tới bờ tới bến luôn. Bây giờ mày có cơ hội tôi làm tới bờ tới bến luôn được không? Tới thật sự mình nói, thà chúng ta sống 10 năm có ý nghĩa còn hơn sống 100 năm vô nghĩa. Hiểu không? Thà giữ chùa 10 năm ý nghĩa còn hơn là giữ chùa 100 năm vô nghĩa. Tới đời ai giữ sao giữ kệ. Đời tôi giữ như vậy đó, làm tới cùng luôn. Nó nên từ nơi đó những đức mà nói, ai mà cho những đức bây giờ mà một chỗ rộng rãi mà nhận người già yếu đi, những đức nhận cho mà thấy. Bây giờ xây cho những đức cái lò thiêu luôn đi, chơi tới bờ tới bến luôn. Tại tôi thấy được sự lợi ích rồi. Bây giờ quý vị để người ta trong một căn nhà người yếu không, quý vị bắt niệm Phật lớn lên đi, cho nghe niệm Phật nó xong hết tất cả con người đi, chết con nào xào con nấy. Thì coi quý vị coi, người ta đi như vậy trong câu A Di Đà Phật, người ta được lợi ích biết bao nhiêu mà nói. Cho quý vị nói rằng bây giờ người ta phải khỏe để người ta giảng sanh. Quý vị đừng có đặt vấn đề như vậy. Cái người khỏe không mấy cái người mà người ta chịu bắt tâm tự vô chùa ở luôn đâu. Phải là lên bờ xuống ruộng, phải là giống như là te tua tả tơ, hết đường thoát. Người ta tìm mình là cơ hội. Cơ hội là mà ăn tình mình nhận người ta, cái tình cảm đó người ta quý mình lắm quý vị. Những đức nhận người, những đức biết nè. Nhận những người mà người ta nằm chỗ yếu, những đức vô thăm. Họ nói thầy ơi thầy, thầy giúp giùm con đi thầy. Con bây giờ yếu lắm rồi thầy ơi. Con không có tiền bạc gì hết á. Thầy giúp giùm con nghe thầy. Con đổi ơn thầy lắm nghe thầy. Quý vị coi họ nói câu vậy, vì nói gì mà họ nghe. Thì mình nói một câu à, được rồi đừng có lo. Ở đây không có sao đừng có lo. Cứ lo niệm Phật đi. Niệm Phật là trả ơn rồi đó. Nhớ nghe. Niệm Phật nghe. Niệm Phật đi. Những đức lo cho. Đừng có lo gì chứ nghe. Không cần tiền bạc gì đâu đừng có lo. Thì lúc đó họ nói một câu, con cảm ơn thầy lắm thầy ơi. Hả? Trời ơi, người ta nhận bao nhiêu con người mà người ta không biết. Nhận biết bao nhiêu con người mà nói, từ khi đi tu tới bây giờ nhận người không biết bao nhiêu mà nói. Mà lạ ra cái duyên nhà đức rất là ngộ nghe quý vị. Nhà đức không phải chủ trì chùa mà sao ở đâu nhà đức cũng đi nhận người chứ. Quý vị thấy lạ không? Có ai mà gọi là không phải chủ nhà mà nhận người không quý vị? Bây giờ quý vị đến nhà người ta mà đi nhận người khác vô nhà ta ở, có ai vậy không? Nhưng mà lạ ra cái vai trò những đứa nó kỳ cục không biết sao. Những đứa ở trên kia ngày xưa 5 năm vậy. Những đứa ở đâu là nó có cái thành phần lạ lắm quý vị. Ngày xưa những đứa ở trên kia 5 năm thì chủ trì không ở chùa được. Ngộ vậy đó. Cái mạng mình cũng khá lạ nha. Ừ. Ở trên kia 5 năm thì vị chủ trì phải đi hoài vậy đó. Để cho mình để mình làm tơ bờ qua lá. Mà chủ trì khi về là mình phải đi. Thì về thì mình đi thì nó cũng te tu hết trơn rồi. Mình làm nó tạng lan đại hải cho quý vị biết rồi. Trong 5 năm nó hộ niệm cho bao nhiêu ca chưa. Cũng xứng đáng 5 năm luôn. Thật sự mà nói luôn. Nếu mà 5 năm nó không có những đức làm thì làm gì mà nó tới cái mức như vậy. Nó tới cái mức mà từng mà nó chết 7-8 người chợ. Hộ niệm mà có khi mà. Lúc đó quý vị biết rằng á. Nhớ hồi xưa trên đó nghe. Nhớ hồi xưa lấy xe tải. Cái đầu có khi một ngày chết 2 lần hộ niệm lượt 2 người á. Thì bắt đầu là đưa đi thiêu 1 lần 2 cái quan tài. Thì bắt đầu một cái quan tài để gì?
rồi cái đầu bắt miếng dán ngang, cái để thêm cái quan tài nữa, rồi bắt đầu chở đi toàn ten đi, cái đi thiêu à. Nó, ban đầu thì đi thiêu một ca cũng đi thiêu đồ này kia hết trơn, ca cũng 17-18 triệu. Sau này càng ngày thì Đức càng tính cắt gọt, cái những Đức mua quan tài chữ trong nhà luôn. Nó cái chuyện chữ quan tài là những Đức làm đó, chứ không có ai mà chữ quan tài trong chùa hết trơn á. Chỉ có cái thằng liều mạng những Đức mới dám làm thôi. Thì mua quan tài chữ vô nhà, cái để trong chùa trăm cái quan tài, cái để vậy tại vì từng nào cũng mắc 5-6 người thì lay quay hết trơn rồi, chứ đâu có quan tài dư đâu. Thì quý vị biết rằng chữ quan tài mà bây giờ ở trên đó vẫn mua quan tài để luôn rồi đó, là do những Đức mà ra. Mà xưa thì những Đức là chơi lớn, rồi bây giờ thì chơi nhỏ lại vậy thôi. Thì quý vị biết cái phòng hộ niệm, cái phòng hộ niệm đó ngày xưa là lúc nào cũng chứa mấy chục người ung thư vô đó. Bây giờ người ta te tua ung thư đồ bệnh tàn lan đại hải mà ngộ nghe, rất là hay nha quý vị, làm là có người đến giúp mà, ngộ vậy đó. Quý vị nhận bao nhiêu người già cũng có người đến giúp chứ á. Vậy là thế gian này cũng có nhiều người thiện lắm quý vị. Quý vị phát tâm thiện thì có người đến làm à. Những Đức chỉ có phát tâm thôi, còn cái chăm lo người ta chăm lo hết trơn à. Bên mấy nữ thì người nữ chăm, còn bên nam có nam chăm, có người hết trơn á. Lợi chăm quá trời luôn à. Rồi bắt niệm Phật xuyên suốt, cái nằm trong đó niệm Phật hoài luôn vậy đó. Lâu lâu Những Đức vô thăm, Những Đức đi ngang, họ gặp Những Đức là cứ à, tại họ quý mình quý vị, mình nhận họ mà họ gặp mình là Những Đức nó niệm Phật nha, cố gắng niệm Phật nghe chưa, đừng có lo nghĩ gì. Những Đức là thường một câu nói à, đừng có lo nghĩ gì nhau, Những Đức lo hết rồi, không có tốn tiền bạc gì hết, đừng có lo nghĩ gì, cứ niệm Phật đi là được rồi. Cứ dùng một câu đó mà nói nên con người ta nó an tâm quý vị. Vậy đó mà lạ thay, vô nằm thời gian ngắn chết queo à. Có nhiều người nói chậu chậu cha mẹ con nằm ở nhà nằm hoài nằm không chết, cứ nằm lúc lắc mà hướng hướng mà hoài mà không chết. Mà sao thầy sao có tay nuôi kỳ cục ghê. Ngộ tay đưa cho thầy cái là vô cái là khỏe lại. Đưa Những Đức cái là khỏe lại à. Khỏe lại tươi rồi lại ngon lành, nhưng mà ngộ tay mau chết. Khỏe rồi mới chết. Hay đó nha quý vị. Cái tay này cái tay đặc biệt á. Tại vì sao khỏe rồi chết mới có kết quả. Chứ cái người mà nó lúc lắc đó mà nó nằm mê mà nó chết nó đâu có kết quả đâu. Nhưng mà qua tay Những Đức là giống như quan gia nó gặp Những Đức nó cũng phái hay sao. À, quan gia người ta mà gặp Những Đức nó cũng thích Những Đức thì sao nghe, ngộ ghê á. Có những người bị biết nằm mà lỡ Những Đức nói khơ mấy câu gì đó vậy mà mở mắt ra nghe, biết sao ngộ ghê. Những Đức nói mấy câu mở mắt ra nè. Ngộ ghê á. Vậy là quý vị biết là con người vui quan gia nó cũng vui theo. Ví dụ như bây giờ chúng ta ngồi đây ai cũng có quan gia chế chủ đi theo đúng không, mà Những Đức mà nói vui gì nó cũng ngồi nó cười nữa đó, tại quý vị cười người ta cười. Bây giờ mà Hương Linh Thai Nhi nó ngồi đây đầy cho nó cười um sùm á. Vì nó chuyện giỡn hết trời. Nói ông thầy Đức đãi tôi ăn, thầy Đức nói chuyện cho tôi cười. Thấy không? Nó khen Những Đức á, nó ngồi nó cười um sùm hết trơn á. Nên nó cười quý vị mới cười đó. Chứ nó mà nhéo quý vị đố quý vị cười nổi á. Tại sao quý vị bây giờ cái nghiệp gì vô đây cái là tự nhiên nó thấy nó an tâm đúng không? Là vì cái quan gia nó an quý vị mới an đó. Đại lão Hòa Thượng Tịnh Không ngài nói là quan gia trái chủ đi theo mình cả đoạn đường, không lẽ ngài dám nói những lời không phải hả? Và tự nhiên không ngài nói là chúng ta mỗi người là quan gia trái chủ đi theo mình cả đoạn đường để chờ cơ hội. Nên khi mà cặn tử nghiệp á nó ghê lắm. Chỗ đây ta hộ niệm lúc 12 giờ khuya ta biết nè. Có một ca ngày xưa trên Đà Lạt mà Như Đức nhớ hoài. Hồi ôi Như Đức đang niệm Phật mà giờ đó người, mà thường ngộ nghe niệm suốt luôn á. Mình phải biết điều tiết. Nếu như mà cái người mà niệm suốt luôn á là khi 12 giờ khuya 1 giờ là cái lúc nó yếu lắm. Cái người niệm Phật của mình yếu lắm. Nó mệt, nó kiệt sức rồi nó niệm không nổi. Mà niệm không nổi là bị quan gia trái chủ người ta khảo mình liền, không nói vòng vo chứ. Tại vì lực mình yếu thì người ta mạnh, người ta đẩy mình, hiểu không? Thì lúc đó rồi thấy Những Đức thấy ai cũng ngồi xung quanh niệm Phật yếu quá. Có mình chơi cũng hết nổi rồi. Mà Những Đức ngày xưa thì biết cái miệng Những Đức nó lớn. Trời ơi, nó niệm xong mà người ta chết xong mà Những Đức còn cái miệng không. Có cái bà Nguyễn Thị Sưng ngày xưa, trời ơi, hộ niệm cho bà. Mình hộ niệm cho bà một tuần sau á, hộ niệm xong một tuần xong mà quay phim lại coi Những Đức thấy Những Đức cái miệng không à. Biết sao kỳ cục, niệm viết rồi. Nó hốc hác quý vị. Niệm mà A-di-đà-phật viết. Trời. Cái miệng nó bự ra. Rồi tự nhiên má hớp lại, mắt lòi ra.
mũi thì lỗ mũi như Đức Phật biết, lỗ mũi dâu, lỗ mũi bự, thấy không? Mà nó khanh quanh mà đốt vô thịt thì mũi nó lòi ra. Còn miệng thì cái hàm nó bự quá, mà nó không có thịt thì thấy cái miệng không à. Trời ơi, trời, thấy cái miệng của mình nó bự kinh khủng luôn. Quý vị biết, thì quý vị biết hộ niệm xong một tuần lễ là quay phim thấy cái miệng không. Tại vì những đứa la ghê lắm. Vậy mà cái lần đó ngay 12 giờ khuya nghe, những đứa cũng niệm ghê lắm, mà những đứa thấy cũng mình cũng yếu rồi, mình mệt. Mình yếu, mình mệt kìa. Lúc đó mình A Di Đà Phật chút cho mình. A Di Trời ơi, vị hộ niệm biết mà. Ban đêm nó buồn ngủ á. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Thường là mình ngủ gục là mình nương vậy nè nghe. A Di Đà Phật. Nhưng mà lúc đó cái tâm niệm của mình mà nó dành cho người hộ niệm nó không còn nữa, mà nó còn cái cảm giác dư âm của mình niệm quen á. Niệm quen là nó la, nó lao theo cái câu niệm thôi. Ví dụ như mình A Di Đà Phật, A Di lão ngộ lắm. Thì vị biết rằng nghe, tự nhiên nghe cái cảm giác nghe, những đứa thấy một cái luồng, cái luồng gió, cái luồng khí á quý vị. Cảm giác rồi, cái luồng khí tự nhiên mình đang hộ niệm, cái luồng khí mà như là một đoàn người ung xiên ngang mình, bừng tỉnh lên. Trời ơi, người này gần chết rồi, chắc chắn gần cái người này chết rồi. Tại vì sao? Vì cái luồng khí này gọi là quan gia kéo đến. Ghê không? Cái cặn tử nghiệp ghê chưa? Bởi vì còn sống nghe, vì chồng, vì con, vì cháu, vì của cải mà không lo tu nghe, thì cặn tử nghiệp chưa? Không có ai giúp mình hết trơn, thấy chưa? Chính mình là người giúp mình là chính nghe. Không chịu gầy dựng tín nguyện niệm Phật nghe. Cuối cùng nghe, khi cặn tử nghiệp nằm đó, luồng khí của quan gia kéo đến xuyên ngang người những đức. Ung những người kia thì hộ niệm trời là trời, nó đuối rồi, thằng nào thằng nấy te tua hết rồi. Còn những đức thì trời trời, nó bay ngang mình thôi. Trời ơi, mình phải gồng lên. Mình lúc đó mình nhìn ngay Phật, mình cũng xanh mày xanh mặt, gẫn ốc người lên cho cổ. Cái luồng khí của âm khí vì nó ghê lắm, nó xuyên ngang cái dương khí mình là tự nhiên lạ lắm, là nó bốc bốc bốc, người nó lạnh, người nó lạnh. Nhưng tại vì cái lực lượng nó đông quá, mình không đủ lực để chịu nổi. Vì ơi, trời, ngồi mình A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nhìn coi chết chưa, hiểu không? Rồi đó rồi, nó bụng rồi, thôi. Giờ này thằng nào nó cũng te tua hết trơn rồi, có mình để chào rồi sao, mấy người kia đóng tiêu hết trơn. Mà lúc đó chưa dùng chiếc máy, vị ơi, chưa dùng chiếc máy. Bởi vì chiếc máy nó hay dữ lắm, vì chiếc máy nó là một cái lực của cái máy, nó không yếu như mình, nên chiếc máy hay dữ lắm. Nên bây giờ phải phát triển cái điệu hộ niệm bằng chiếc máy, hiểu không? Tại vì mình ít người mà vẫn có cái lực của chiếc máy nó niệm hoài. Còn bây giờ đối đáp thì một mình nửa đêm mình yếu quá đó, mà lực như những đức mà niệm cái miệng to niệm như vậy, vậy mà nửa đêm những đức dẫn đứa, quý vị, những đức dẫn trước đó, những đức dẫn có câu như vậy. Mà dẫn kiểu đó sao, cái sao niệm trời kiệt sức rồi, đâu có dẫn nổi đâu. Sao người biết sao niệm đây, đi coi thấy không? Trời ơi, quan gia kéo tới liền, xử người đó liền. Trời ơi, nó xé xác người đó, nó kéo đi luôn. Chuyện dẫn chờ, quý vị biết rằng rõ ràng khi cận tử nghiệp nếu mà không niệm Phật được, nhưng hộ niệm dẫn lợi ích cực kỳ lớn. Dù quan gia có lôi đi, có đẩy xuống tam đồ, nhưng đọa lạc không khổ như cái người không được niệm Phật. Đỡ nhiều lắm mấy vị, đỡ nhiều lắm. Mư phần khổ chừng 4-5 phần dữ lắm à. Chứ vị biết, nó đỡ nhiều lắm. Vậy đó vị, ôi trời, cái luồng khí nó ầm ầm nó kéo đến. Vừa nó vớt ngang mình một phát, quay lại bà cái chết queo liền. Thấy chưa, nó lợ, nó nắm, nó dẫn đi đó quý vị ơi. Vì mình nằm mê, mình có biết cái gì nữa đâu. Thì quan gia nó kéo đến, nó nắm đi. Nên quý vị suy nghĩ đi, chúng ta còn sống này vì chồng, vì gia đình quá trời luôn. Vậy mà lúc chúng ta bệnh thôi thì đã không chia cho nhau cái bệnh được rồi quý vị. Chứ đừng có nói khi mà một hơi thở thở ra. Tại sao con người chúng ta không bình tĩnh suy nghĩ quý vị? Trời ơi, mình mà mình về cực lạc đâu phải là mình bỏ người thân mình đâu. Mình về cực lạc là mình đâu có bỏ người thân mình. Mình về cực lạc mình mới giúp người thân mình. Bây giờ quý vị nghĩ đi nè, chúng ta mà không giảng sanh đời này, dù có người thân thương cỡ nào, nhưng mà quý vị coi, khi chúng ta mà thay hình đổi xác rồi thì chúng ta chém giết lẫn nhau, có biết gì nữa đâu quý vị. Tại sao chúng ta không mạnh dạn để đời này giải thoát chàng? Quý vị nghĩ đi,
Đừng có nói rằng là chồng con gia đình gì mạnh hết chứ. Giảng sanh là mạnh nhất. Mà chúc quý vị an lạc nha. Ai di đà Phật. Chúng ta chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về không tất cả đệ tử và chúng sanh, sanh về tịnh độ. Những đức thấy mỗi tuần chủ nhật các cháu về chùa từ những đứa nít mà nó cũng gieo được cái thiện duyên rất là đặc biệt quý vị. Như đứa bé nhỏ nó đang đứng xá xá đó đó, là hình như kêu hòa thượng bằng ông nên cháu một xíu thấy gieo cái thiện duyên ha. Đứng nít mà quý vị thấy nó đến chùa giết rồi tự nhiên nó ảnh hưởng Phật pháp nên phóng sanh dự chương trình giết cái tâm các cháu nó thiện lắm. Nên con cháu của mình gieo Phật pháp cho con cháu thì sau này cái nghiệp duyên của các cháu nó thay đổi, từ cái xấu nó chuyển thành tốt từ từ hết trơn. Vì nghe pháp niệm Phật tu với từ nó chuyển, người lớn mình còn chuyển mà. Nên chúng ta về đây niệm Phật rồi nghe pháp rồi lễ Phật phóng sanh cúng thí thực, thì từ là những người lỡ mang nghiệp phá thai hay là tất cả những người mà chúng ta đã từng tạo nghiệp trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp, từ bất hiếu với cha mẹ, sát sanh hại vật, rồi phá thai, rồi du oan giá họa cho người làm nhiều điều sai quấy, cũng nhờ cái việc tu, nhờ cái công đức nghe pháp mà chính mình chuyển được cái tâm. Mà khi mình muốn chuyển người ta thì trước nhất phải chuyển được cái tâm của mình trước. Nghĩa là cái tâm con người mình nó phải hoan hỷ vui vẻ thì mới chuyển được người khác. Còn nếu như mình tu mà cái gì mình cũng nặng nề hết thì mình khó chuyển người ta lắm nhé, không có chuyển được người ta. Nếu như mình niệm Phật mà đem cái tâm mình cấm vào người khác thì nó không chuyển được. Còn nếu như niệm Phật phải đem cái tâm cấm ngay câu Phật hiệu, chữ Phật là chữ giác ngộ, nên giác ngộ rồi mới chuyển được cái tâm phàm phu. Nên cái công đức về chùa mà cộng tu với đại chúng này nó lớn dữ lắm. Nên chúng ta đem toàn thể cái công đức này nguyện hồi hướng cầu an trên là Đại Lão Hòa Thượng Viện Chủ và toàn thể đại chúng và gia quyến quý vị và tất cả những vị Phật tử khắp nơi trên toàn thế giới. Khi coi qua công đoạn này đều hồi hướng công đức cho các vị, nguyện cho tất cả chúng ta nghe được tịnh độ đều phát Bồ Đề tâm kiên cố niệm Phật cả đời để cầu sanh cực lạc. Và chúng ta nguyện đem công đức này nguyện hồi hướng cầu siêu cho cửu quyền thất tổ, ông bà cha mẹ, anh chị em trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp, và hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, chiến sĩ chặn vong, đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn, ngạ quỷ, hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, và tất cả những người chết chưa được siêu thoát, hay là cái chặn dịch bệnh Covid khắp nơi trên thế giới chết rất là nhiều. Từ nơi đó chúng ta nguyện đem công đức hồi hướng cho họ. Nguyện cho tất cả chư hương linh buông xuống cái tâm hận thù đòi nợ, nương một bổ nguyện Di Đà để cầu sanh cực lạc, về thế giới cực lạc mới luôn luôn hưởng được niềm vui. Còn nếu như mang cái tâm hận thù thì khổ đau đời đời kiếp kiếp không được giải thoát, quan gia nên giải, không nên kết. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Như đặng Phật tự chúng ngà kim tí nhờ cung, từ thực biến thập phương nhất tiết từ cộng, nguyện dị tự công đức vô cập nhất thiệt, ngà đặng dự Phật tự giai cộng thành Phật đạo, nhớ đăng ngộ tình chung ngã kim thi nhự cung, thập phương nhất tiết ngộ tình cộng, nguyện dị tự công đức vô cập nhất thiệt, ngà đặng dự hữu tình giai cộng thành Phật đạo, như đắng cô hồn chung ngã kim thi nhự cung, thừ thực biến thập phương nhất thiết cô hồn cộng, nguyện dị tự công đức vô cập nhất thiết, ngà đặng dự cô hồn giai cộng thành Phật đạo, án một lục lắng ta bà ha, án một lục lắng ta bà ha.
ta bà ha á ngã ngã nắng tam bà và việc nhật ra hồng á ngã ngã nắng tam bà và việc nhật ra hồng tam bà và việc nhật ra hồng gia trì chú thực diệu giả đà biến thiệu thành đa giai bảo mạng nam mô xá sanh tam bồ tát nam mô xá sanh tam bồ tát nam mô xá sanh tam bồ tát ma ha tát gia trì chú thực diệu gia đà biến thiệu thành đa giai bảo mạng nam mô xá sanh tam bồ tát gia trì chú thực diệu gia đà biến thiệu thành đa giai bảo mạng nam mô xá sanh tam bồ tát gia trì chú thực diệu gia đà biến thiệu thành đa giai bảo mạng nam mô xá sanh tam bồ tát nam mô xá sanh tam bồ tát nam mô xá sanh tam bồ tát ma tát cô hồn ơi hương linh ơi chiến sĩ chẳng vong đồng bào tử nạn ơi thập nhị loại cô hồn ơi ô vị vô danh danh vô vị ơi thai nhi vì nghiệp phá thai ơi ở phương tây thế giới an lành con nay xin phát nguyện vãng sanh cõi sinh đức từ bi tiếp độ nam mô tây phương cực lạc đại bi a di đà phật 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 A di đà phật, 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 A di đà vì về chùa mà cũng đi thực gì á, như ngày đám giỗ ông bà cha mẹ mà đến đây mình tu ngày ngày chủ nhật này mà mình cúng chúng ta mang cái tâm hồi hướng cho người thân thì chư hương linh người ta hưởng nhờ lớn lắm, nhờ cái quay lực của đạo tràng đông như vậy, đức chúng như biển cả mênh mông nên đặc biệt thù thắng lắm quý vị. Nên mỗi tuần chủ nhật chúng ta về đây tu, lợi cho mình mà lợi cho tất cả thân bằng quyến thuộc. Những người chết trong nhà mình chưa siêu thoát cũng đều được lợi ích lớn lắm quý vị. Chúng ta làm lễ phóng sanh, tất cả những con chim này nó bị nhốt giống như chúng ta mà bị bỏ tù thì mong có người thả dữ lắm. Nên khi mà mình thả nó mừng, mừng vô cùng. Nên từ nó cái công đức phóng sanh Phật nói lớn nhất. Nên người mà ăn chay phóng sanh là hợp với tâm Phật, tâm Bồ Tát. Người mà cứu độ chúng sanh, thả chúng sanh, đó là hợp tâm Phật, tâm Bồ Tát. Nên tất cả chúng ta khi nghe Phật Pháp biết lời của Phật dạy là tứ sanh phụ mẫu. Tất cả chúng sanh đều là ông bà cha mẹ đời này hay nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta. Từ nơi đó mà chúng ta phát tâm ăn chay trường và phóng sanh. Tất cả những con chim này hôm nay được quý Phật tử bỏ tịnh tài ra để mà mua về để làm lễ phóng sanh và được quy tam bảo. Khi được thả thì chúng ta nên ở chùa và nghe danh hiệu Phật. Khi bỏ thân thì nên hướng về thế giới cực lạc. Dù mình thấy một con chim hay một con mèo, con chó hay con vật gì đó, nó là loài súc sanh, nhưng khi chúng ta thương nó vẫn biết, chúng ta nói nó vẫn nghe. Chỉ có cái là nó không nói được thôi, chứ ngoài ra nó biết. Quý vị thí dụ như nuôi một con chó, quý vị thương nó sẽ đến gần, nhưng khi quý vị đánh nó là nó sẽ gặp quý vị, nó tránh xa liền. Có nghĩa là nó hoàn toàn biết cái sự thương và ghét. Từ nơi đó là do cái nghiệp chướng nó làm súc sanh,
nó không nói được. Nó cũng như mình và tham sống sợ chết. Nên từ nơi đó đừng nên giết chúng sanh mà nên phóng sanh. Nên tất cả những con chim này hôm nay được quy y Tam Bảo, nghe được pháp môn Tịnh Độ, nên hướng về Phật Pháp để cầu giải thoát. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Chúng ta đồng niệm Phật lớn lên, vỗ tay hoan hỷ thả chim nha. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Xin mời đại chúng chúng ta xuống chạy đường để dùng cơm nha. Chúc quý vị vui vẻ an lạc nha. A Di Đà Phật.